Chàng trai tên Jun Gyeo-je này hôm nay vừa mới ra tù sau khi cởi bỏ bộ đồ tù nhân. Những hình xăm và vết sẹo chằng chịt trên người như thể đang nói rằng anh không dễ dây vào. Nhưng chàng trai đáng sợ như thế này cũng có người khiến anh khiếp sợ. Gyeo-je là thành viên của băng đảng xã hội đen và có nợ lão đại một số tiền lớn. Để có thể ngăn việc bị ám sát khi vừa mới ra tù và phải kết phim sớm, Gyeo-je thấy có người đứng chặn ở cửa trại giam. Đột nhiên anh lanh trí nghĩ ra kế thoát thân. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho mọi người bộ phim Hàn Quốc mới nhất, hãy nói cho tôi điều ước của bạn. Câu chuyện bắt đầu. Thành viên băng đảng Sốc Jun và đám đầu gấu đến trước cổng nhà tù tìm Gyeo-je. Chúng thấy một người đàn ông mặc đồ giống hệt anh, nên lập tức vừa hô to tên anh vừa đuổi theo. Ngay lập tức chúng đã bắt được người đó. Kết quả phát hiện một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Lúc này chúng mới nhận ra rằng mình đã bị chơi rồi. Gyeo-je đã hoán đổi quần áo với người khác. Lúc này anh đã yên vị ngồi trong xe taxi rời đi rồi. Anh nhận điện thoại của Sốc Jun, còn nói rằng Park Ryo-su chưa từng gặp Gyeo-je, cũng không hề nhận được 320 triệu nào của anh cả. Gyeo-je nói chắc nịch rằng mình đã nộp rồi. Sau đó anh kêu căng cúp máy. Gyeo-je trải qua cuộc sống vô cùng đau thương, nhưng anh lại có một trái tim ấm áp hơn ai hết. Sau khi ra tù, việc đầu tiên anh làm là đến bệnh viện thú y. Trước khi ngồi tù, anh đã từng gửi chú chó cưng của mình vào đây nuôi. Bác sĩ thú y ở đây quen anh từ khi còn trong trại mồ côi. Từ bé anh đã biết thú cưng của Gyeo-je bị dày vò bởi bệnh tật, nhưng dù có làm phẫu thuật thì cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Câu trả lời này khiến Gyeo-je rất khó chịu. Anh lôi chiếc vali mà mình đã đem đến đây, rồi lấy một xấp tiền ra đưa cho bác sĩ xem như cảm ơn. Nhưng chàng bác sĩ lương thiện lại chỉ lấy mấy tờ tượng trưng, sau đó trả lại hết cho Gyeo-je. Jin-gu nghiêm túc nói với Gyeo-je rằng lúc phát bệnh chú chó của anh đã rất đau đớn, nhân lúc nó còn đang vui vẻ thì hãy tiễn nó ra đi một cách thanh thản đi. Gyeo-je vô cùng bất mãn và cảnh cáo anh đừng dừng mỡ lo chuyện người khác nữa, họ chỉ là bạn bè tình cờ quen nhau trong cô nhi viện thôi. Gyeo-je quen thói độc mồm độc miệng còn bồi thêm một câu rằng anh vì bố mẹ ly hôn êm đẹp nên chỉ tạm thời ở trong cô nhi viện một thời gian, còn Gyeo-je không có nơi nào để đi nên mới phải vào cô nhi viện để tìm đường sống. Hai người căn bản không giống nhau. Chàng bác sĩ tính tình lương thiện không định đấu võ mồm với anh. Anh hỏi Gyeo-je, Jun Ki-ung vẫn luôn dính anh như hình với bóng đã đi đâu rồi? Gyeo-je hơi biến sắc nhưng vẫn không trả lời mà vội vã rời khỏi bệnh viện thú y. Ban đêm, Gyeo-je có hơi lôi thôi đến một khách sạn cao cấp. Sau đó anh rút một xấp tiền dày cộm ra đặt phòng. Tiền nhiều đương nhiên là được hít đồ thơm. Gyeo-je được dẫn vào một căn phòng xa hoa liền vô cùng phấn khích. Anh còn phóng khoáng cho nhân viên phục vụ một xấp tiền tip. Sau đó là một phân cảnh hơi mùi lòng. Gyeo-je tự mình trải qua tháng ngày ca hát vui vẻ. Sau khi đàn ca suốt đêm, tâm trạng anh liền rơi xuống vực thẳm. Gyeo-je không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Cuộc đời anh từ khi bắt đầu có ký ức thì đã gắn liền với hai chữ lưu manh và khốn nạn. Chú chó của anh cũng là chó hoang được anh nhặt về, cho nên anh mới có cảm tình với nó như vậy. Phần lớn lý do là vì đồng cảm với cảnh ngộ của nó mà ra. Căn phòng rộng lớn như vậy mà lại vô cùng cô đơn và hiu quanh. Một người một chó nhìn nhau không lên tiếng. Hôm sau, bộ phim chuyển cảnh đến T-Sick, một nam chính khác của phim. Ông là đội trưởng đội tình nguyện của bệnh viện, cũng là người sẽ đưa đường dẫn lối cho Gyeo-je sau này. Lúc ăn cơm, T-Sick sắc mặt nghiêm trọng. Ông nói chuyện với bà Yeom Sun-ja và nhắc đến nhiệm vụ cao cả sắp tới của mình. Một lát nữa ông phải giúp tắm rửa cho chú Jun, một bệnh nhân bị bệnh nặng. Ông ấy tuổi tác cũng đã cao, đã vậy còn bệnh nặng, khả năng sẽ qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của ông khi còn sống chính là có thể về mộ vợ cạnh biển lần cuối. Nhưng với tình trạng sức khỏe của ông Jun hiện tại thì về quê cũng là một vấn đề lớn, vì đây cũng xem như là một trận chiến lớn với ông. Chuyển cảnh đến hai tình nguyện viên ở trên sân thượng. Hai người họ, một là cô y tá Jeon Ju thích võ tổng hợp và một học sinh thường xuyên đến giúp việc Seo Jin. Hai cô gái lương thiện hôm nay đều có chung một sứ mệnh quan trọng, đó là thực hiện tâm nguyện của ông Jun ra ngoài ngắm tuyết. Ông Jun đang tắm rửa đột nhiên bật cười vì ông nhìn thấy những bông tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Seo Jin và Jeon Ju trên sân thượng đang dùng công cụ xịt tuyết. Trừ họ ra còn có rất nhiều tình nguyện viên tham gia vào hoạt động này. Khuôn mặt của mọi người đều treo một nụ cười hạnh phúc. Đội tình nguyện viên ở đây được ví như thần đèn. Họ giống như cây đèn thần trong Aladdin và cây đèn thần. Họ cùng nhau hoàn thành nguyện vọng của những người sắp ra đi. Từ biệt luôn là một nỗi đau vô tận. Có thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng đối với người sắp ra đi là điều hạnh phúc nhất. Trong bệnh viện này có một người lại cảm thấy hành động của đội thần đèn không phù hợp cho lắm. Anh ấy chính là bác sĩ tên Giang Chi-hun. Chi-hun là một người lương thiện chính trực. Đội tình nguyện thường tiến hành hoạt động để hoàn thành tâm nguyện bệnh nhân, nhưng dẫu vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết công việc của họ. Chi-hun vẫn luôn yêu thầm Jeon Ju. Tình cờ hôm nay lại là sinh nhật của cô. Anh hẹn cô sau khi đi biển về thì cùng nhau ăn cơm. Jeon Ju ù cạc cạc hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Trước khi xuất phát, T-Sick dẫn ông Jun đi dạo bệnh viện một vòng. Hai người họ vẫn luôn dành cho nhau một sự quan tâm âm thầm. Với tình trạng sức khỏe của chú Jun có thể đến được bờ biển cũng xem như là kỳ tích rồi. Chú Jun cảm ơn T-Sick đã luôn ở cạnh chăm sóc ông trong những phút giây cuối cùng. Sau đó ông tháo chiếc đồng hồ mà mình yêu thích nhất đưa cho T-Sick. Còn chưa đợi đối phương từ chối, chú Jun đã khuyên ông, thời gian của tôi đã kết thúc rồi. Câu nói này khiến T-Sick vô cùng khó chịu. Lúc lên đường, tình trạng của chú Jun trở nặng hơn. Những tu nữ và tình nguyện viên trong bệnh viện cùng các bệnh nhân đều đến tiễn ông. Mọi người cũng ý thức được đây là hiện thực nghiệt ngã và họ từ đây sẽ không thể nào gặp lại nhau được nữa. Mục tiêu của chú Jun chính là bờ biển. Gyeo-je lúc này cũng đang muốn đi đến bờ biển. Trông anh có vẻ nhiều tiền như vậy thôi chứ thực chất không hề có bạn bè hay mục tiêu sống. Mỗi quyết định của anh đều vô cùng cảm tính. Gyeo-je phát hiện chú chó của mình vẫn luôn nhìn chằm chằm biển quảng cáo bờ biển. Vì vậy anh kích động mua luôn một chiếc xe mui trần để tự lái. Kết quả người bán xe lại có quen biết với Sốc Jun.
nên anh ta nhận ra hình xăm trên tay Gielze. Việc đầu tiên anh ta làm chính là gọi điện báo tin cho Sokjun. Từ lúc đó, vận mệnh của Gielze và nhóm của T6 đã bắt đầu liên quan đến nhau. Sokjun bắt đầu đuổi theo Gielze. Dưới tình thế cấp bách, Gielze chỉ có thể nhấn mạnh chân ga. Sau mấy lần cho đảo bánh xe, anh suýt chút nữa thì gây ra tai nạn lớn. Sau đó anh gây ra một vụ kẹt xe chấn động. Đáng thương nhất chính là nhóm của T6 bên này. Chân của ông bị thương nên không thể nào lái xe được nữa. Dân Du đi cùng thì lại không biết lái. Chi Hun thì vì bị nỗi ám ảnh nên không muốn lái xe. Trong tình thế cùng cực khó xử như thế này, T6 tức giận xuống xe. Sau đó tóm lấy Gielze rồi bắt anh lái xe thay cho mình. Gielze vừa nghe họ cũng định đi đến bờ biển. Lại cộng thêm việc T6 còn mạnh hơn cả xã hội đen như anh, thì liền cắn răng chịu đựng làm tài xế tạm thời. Trước khi xuất phát, anh còn không quên ném một đống tiền để dẹp loạn. Sau đó anh thành công cản đường được nhóm Sokjun đang đuổi theo. Cuối cùng họ cũng đã đến được chỗ biển Đông. Ở đây không có Đông Hải Long Vương, mà chỉ có ngôi mộ của vợ chú Jun cùng gió biển lạnh lẽo. Chú Jun yếu ớt cuối cùng cũng được đến đây. Vào những phút giây cuối cùng của đời người, đôi mắt của chú Jun sáng lóe lên như thể đang tua lại những phút giây quan trọng trong đời. Cuối cùng chính là hình ảnh chú Jun ngồi cạnh bờ biển với vợ mình. Rõ ràng là cái chết của ông vẫn có một chút hy vọng. Ông lão chỉ mong có thể được kết hôn một lần nữa với người vợ đã lâu không gặp, và được kể những chuyện xảy ra với mình những năm qua cho người ông yêu nhất nghe. Dưới sự trợ giúp của nhóm tình nguyện, chú Jun cuối cùng cũng không còn gì hối tiếc. Bàn tay của ông buông lơi đi về cõi vĩnh hằng. Lúc này, Gielze bên này cũng đang ôm lấy chú chó cưng của mình. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái đã mất đi hy vọng tuổi thanh xuân. Lúc đó Gielze muốn cố hết sức để phá vỡ cục diện đó. Chớp mắt, người mất đi hy vọng trong cuộc sống bây giờ lại là Gielze. Anh lê từng bước chân ra biển lớn. Vào giây phút gay cấn, T6 đã gọi anh lại. Gielze khó khăn lắm mới lấy được hết dũng khí, bây giờ đã tan thành mây khói. Đêm khuya, T6 và Gielze đi xử lý chuyện tai nạn khi sáng. Cảnh sát hỏi Gielze ở đâu. Gielze kiên quyết nói rằng mình không có nhà. Kết quả lại bị hiểu lầm là cố tình gây chuyện khiến hai bên suýt nữa ẩu đả. T6 vô tình thấy vết thương trên cổ của Gielze. Sau khi xử lý mọi chuyện xong, lúc ra ngoài, T6 hỏi Gielze rằng vết thương đó có phải là do bàn ủi mà ra không. Gielze không thèm trả lời câu hỏi không đầu không đuôi này của ông. Anh chỉ quan tâm đến chuyện ông làm hôm nay. Sau khi biết ông đang cố hoàn thành di nguyện cuối cùng của người chết, Gielze không tài nào hiểu nổi, chỉ mắng chửi mấy câu rồi bỏ đi. T6 nhìn theo bóng lưng anh trầm tư. Ông chợt nhớ lại cảnh lúc mình tranh chấp với một chàng trai trong nhà, và ông vô tình phát hiện một vết thương như thể bị thứ gì đó làm phỏng sau cổ anh. Không lâu sau đã đến tang lễ của chú Jun. Con gái của chú Jun trách móc nhóm tình nguyện không quan tâm đến hoàn cảnh của ông, mà tự ý dẫn ông ra biển hại ông chết sớm. Đội đèn thần không can tâm bật lại. Con gái chú Jun mấy tháng trời không thèm liên lạc với người nhà. Thứ con gái không quan tâm bố mình sống chết thế nào còn dáng giả nhân giả nghĩa làm gì. Hai bên cãi nhau ầm ĩ. Cuộc tranh cãi lần này cũng khiến Chi Hun và Jeon Ju phải tạm biệt nhau trong khó chịu. Chi Hun cảm thấy đội tình nguyện đã quá kích động, nên anh mới định rời đi. Món quà chuẩn bị tặng cho Jeon Ju cuối cùng cũng không rút ra được. Đêm khuya, Gielze bên này lại đón nhận thêm một tràng đả kích. Sokjun đã tìm được đến khách sạn của anh. Gielze vốn định chạy trốn nhưng lại chợt nhớ ra chó cưng của mình vẫn trong phòng. Anh mạo hiểm mượn đồ của nhân viên rồi quay lại phòng cũng chú chó của mình đi. Suýt chút nữa anh đã bị Sokjun bắt lại. Gielze thấy tình trạng của chú chó không được ổn cho lắm nên mới dẫn nó đến chỗ thú y. Jingu lại một lần nữa đề nghị anh hãy tiễn chú chó đi đi. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà bắt một động vật nhỏ bé bất hạnh như nó phải bị giày vò bởi bệnh tật nữa. Gielze do dự một lúc rồi đồng ý. Kết quả vừa mới đặt xuống, chú chó đã chạy lại âu yếm chân Gielze. Gielze cho rằng nó vẫn còn muốn tiếp tục sống tiếp, nên anh lập tức quay lại xe. Lúc này anh nhận được điện thoại thông báo thư phán quyết của tòa án. Vì sự cố lần đó mà anh phải đi lao động công ích xã hội. Địa điểm chính là bệnh viện của T6. Hóa ra T6 đã nghe được phán quyết của Gielze. Sau khi biết anh bị phái đi lao động công ích, ông đã chủ động tìm thẩm phán và nói rằng bệnh viện hiện đang thiếu người lái xe. Nhờ vậy mà Gielze mới được sang đây. Chớp mắt đã đến ngày Gielze nhận án. Mọi người trong bệnh viện ban đầu đều rất mong chờ. Họ đoán giả đoán non không biết anh có giống như nam chính bước ra từ trong phim không. Kết quả chiếc xe mui trần của Gielze xuất hiện đã khiến mọi người phải há hốc mồm. Họ cảm thấy người này giống hệt nam chính trong phim thanh xuân nhiệt huyết. Lúc này Gielze mới bị Jeon Ju đùng đùng tức giận đuổi theo. Cô nhận ra anh chính là người cố ý gây tai nạn lần trước, liền xông đến đá thẳng một cước vào kính xe của anh. Jeon Ju hùng hổ xuất hiện chặn đường nhân viên lao cộng đồng Gielze lại. Kết quả lần đầu gặp nhau hai người đã gây sự. Cô y tá Jeon Ju tức giận phi đến cho kính xe của anh một cước. Jeon Ju cãi nhau một trận với Gielze thì mới biết đối phương vì lái xe không để ý nên mới dẫn tới sự cố đó. Hai người cảm thấy ai cũng phạm phải lỗi sai, nên không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Đội trưởng đội tình nguyện dẫn Gielze đi bệnh viện tham quan một vòng. Sau đó ông nói rằng mình đã mời anh đến đây để lấy công chuộc tội. Ông chú này không hề giấu giếm gì về chuyện công việc, nhưng ở phương diện khác thì không như thế. T6 bảo Gielze đổi sang lái chiếc xe cũ của ông, nhân tiện ông ở cạnh thăm dò xem anh có người nhà hay không. Gielze xuất thân từ cô nhi nên không muốn bàn về chủ đề nhạy cảm này. T6 cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ông chỉ cho Gielze đến một con hẻm. Sau đó ông đi xung quanh để tìm một ngôi nhà có cây hồng. Khó khăn lắm mới tìm được. Nào ngờ vừa giới thiệu mình là người của bệnh viện thì đã bị chủ nhà xem là lừa đảo rồi đóng sập cửa không tiếp. Gia cảnh của gia đình này cũng rất đáng thương. Lúc ăn tối người nhà còn không nói chuyện với nhau câu nào. Rõ ràng là người nhà thân thích, mà chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung. Không khí trên bàn ăn cũng khiến người khác vô cùng ngột ngạt.
Tê-xích và Giel-ze trực trong xe cũng không nói với nhau câu nào. Vì sự phát triển của xã hội nên mới xuất hiện những căn bệnh tâm lý. Người ta đều vì chuyện sinh con mà nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí còn không thèm nói chuyện với chính người nhà của mình. Giel-ze có thể hiểu rất rõ việc này. Ai cũng tự nguyện đến với cái thế giới này, nhưng vẫn luôn phải mang trên vai một trọng trách mang tên gia đình. Đó là nếu gặp được một gia đình tốt, nếu gặp phải gia đình tồi thì phải nói là không trốn dung thân. Hôm sau, Giel-ze và Tê-xích nhân lúc chủ nhà có ở nhà, liền vác mặt đến tìm cơ hội lần nữa. Mãi cho đến lúc này thì mục tiêu của Tê-xích cuối cùng cũng đã lộ dần. Hóa ra có một bệnh nhân tên là Jong-gu không sống được lâu nữa. Căn nhà có cây hồng này chính là chỗ ở ban đầu của ông. Ông muốn được trải qua những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình ở đây. Kết quả như mọi người cũng đoán được, chắc chắn là đâu có ai lại chấp nhận để người lạ trách trong nhà của mình. Lại thêm việc đã lâu rồi họ không chuyển đi đâu, nên người đàn ông chủ nhà không muốn phải dọn nhà, nên cũng không rảnh để quan tâm chuyện của Jong-gu. Tê-xích có nói đến mấy cũng vô dụng, Giel-ze dùng tiền ra làm mồi nhử cũng vô dụng. Sau khi vào trong nhà, người vợ nhìn căn nhà cũ cảm thấy vô cùng sủi sụt. Vì chuyện đầu cơ cổ phiếu thua lỗ trước kia của cô mà kinh tế trong nhà đã sa sút rất nhiều, họ buộc phải bán nhà và chuyển đến đây. Lúc đó người chồng đã lớn tiếng mắng cô: con trai lớn một năm sau phải thi chuyển cấp rồi, mẹ làm vậy càng thêm áp lực cho cậu. Cậu con trai nhỏ thì bịt tai cố trốn tránh những cuộc cãi vã của gia đình. Nghĩ đến những chuyện đã qua, cô cảm thán với chồng mình một câu: chúng ta rất hận căn nhà này, không ngờ đối với ông ấy căn nhà này lại quan trọng đến thế. Câu nói của người vợ khiến ông chồng phải trầm ngâm hồi lâu. Ban đêm, Tê-xích dẫn Giel-ze về lại bệnh viện ăn cơm. Giel-ze theo thói quen chê kỹ thuật nấu ăn ở đây dở tệ. Thấy mọi người ăn ngon như vậy, anh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Cái không khí cả nhà quây quần bên nhau cùng nhau dùng bữa như thế này, anh đã lâu chưa được trải nghiệm rồi. Nhưng vì trước đây anh đã lỡ miệng chê bai đồ ăn nên không được gia nhập cùng mọi người nữa. Giel-ze chỉ có thể đi dạo một vòng trong bệnh viện. Kết quả bắt gặp một bệnh nhân đang cãi nhau ầm ĩ với bệnh nhân giường bên. Giel-ze bình thường đều chủ động gây nhau với người khác, quyết định đi khuyên can người khác của anh đúng là hơi sai lầm. Anh suýt chút nữa là khiến người ta đánh nhau to. Mới ngày đầu làm lao động công ích mà Giel-ze muốn nổ não đến nơi. Đang chuẩn bị về nhà thì anh phát hiện kính xe của mình đã bị ai đó dùng keo dán chặt. Xuân gia thấy anh không ăn gì nên đặc biệt chuẩn bị một hộp cơm cho anh. Chàng trai cứng đầu cứng cổ không chịu mở hộp cơm ra. Anh cứng đầu không chịu nhận rồi lái xe bỏ đi. Trong đầu Giel-ze lúc này toàn là hình ảnh mọi người trong đội tình nguyện đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Trong lòng anh đột nhiên có một loại cảm xúc khó nói. Hôm sau, Giel-ze lái chiếc xe mui trần bị hỏng đi bán. Nhân viên bán xe là bạn của Sốc Jun định thông báo cho anh ta biết. Khi anh ta định giữ Giel-ze lại thì bị anh nhìn thấu. Anh tức giận lao đến đập gãy một bên kính chiếu hậu. Sau đó, Giel-ze đổi một chiếc xe khác rồi tiếp tục đến ngôi nhà đó với Tê-xích. Mấy người họ đứng ở cổng nhà dọn vệ sinh. Vẫn chưa xong, cứ cách dăm ba hôm ông lại gửi chút tấm lòng của chủ nhà cũ đến cho cô vợ. Trong suốt khoảng thời gian Giel-ze bận rộn ở bệnh viện, anh đã vô tình phát hiện chú chó của mình rất thích không khí ở đây. Vì vậy nhờ có sự giúp đỡ của Tê-xích, anh mới tạm thời ở lại đây một thời gian. Lúc này anh lại nhận được thêm một tin tốt, đó là cô vợ chủ nhà đã bị Tê-xích làm cho lay chuyển và đã quyết định cho Jong-gu thêm một tuần. Những thành viên khác của đội đèn thần đã xuất phát sang để thu dọn đồ. Giel-ze, Tê-xích và Jeon-ju chịu trách nhiệm đưa Jong-gu đến sau cùng. Trên đường đi, Giel-ze trong lúc lái xe đã không quan tâm đến bệnh nhân nằm phía sau, nên bị Tê-xích mắng một trận đến nỗi cả hai phải cãi nhau ầm ĩ. May thay Jeon-ju thấy vậy liền lao vào giải vây, không khí mới đỡ hơn một chút. Không khí của gia đình vừa mới chuyển đi này cũng căng thẳng hơn không kém. Con trai cô bị mắc bệnh mẫn cảm với mùa xuân, lần này mẹ lại còn tự quyết định khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi. Buổi tối lúc ăn cơm, cô vợ đặc biệt chuẩn bị những món mà gia đình thích ăn, nhưng cậu con trai lớn không những không phối hợp mà còn chẳng thèm ăn gì cả. Ông bố còn có chút lương tâm định giúp cô một tay, sau đó ông mắng con trai là xem thường sự nỗ lực của mẹ mình. Hai bố con cãi nhau một trận om sòm. Ông bố lấy những câu nói dạy con kinh điển ra để giáo huấn con trai: mày giỏi vậy thì tự ra ngoài kiếm tiền sống đi. Lúc này, Sốc Jun Mưu Mô mới đến tìm cảnh sát và nói dối rằng mình là người bị hại trong vụ tai nạn lần trước và muốn được tố cáo. Anh ta muốn nhân cơ hội này để điều tra ra chỗ ở của Giel-ze. Giel-ze không biết Sốc Jun đuổi cùng giết tận đã nhanh chóng tìm ra anh. Đến phiên của Giel-ze và Jeon-ju chăm sóc cho Jong-gu. Jong-gu được quay về căn nhà cũ liền phấn khích đến nỗi không tài nào ngủ được. Bên ngoài rõ ràng đã tối đen kịt mà ông vẫn nhớ về những kỷ niệm về căn nhà này. Từ khi vợ mang thai, Jong-gu đã trồng một cái cây hồng. Sau đó cái cây cũng lớn lên cùng với con cái của ông, rồi nó cùng ông và vợ già đi theo năm tháng. Chỉ đáng tiếc rằng tất cả chỉ như một giấc mộng, chớp mắt chỉ còn lại mỗi mình ông lão cô độc ở căn nhà này. Lúc này Giel-ze mới chạy vào tìm Jong-gu để tâm sự. Anh hỏi ông có sợ chết không? Giel-ze thậm chí còn sợ sự sống hơn cả cái chết. Suy nghĩ mâu thuẫn này khiến ông vô cùng suýt xoa. Lúc này, Jeon-ju bưng nước đến cho anh đột nhiên dừng chân ở cửa. Jong-gu gọi Giel-ze đến cạnh mình. Sau đó ông nắm lấy tay anh rồi nói: cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Câu nói này đã khiến Giel-ze đột nhiên có thêm năng lực phi phàm, vì anh đã bị người khác dùng bỏ từ rất lâu rồi. Anh nghẹn ngào trả lời ông: ông cần gì cứ nói với tôi, gọi tôi là cậu Jun hay Giel-ze gì cũng được. Hôm sau, Giel-ze đã làm một chuyện khiến người khác cũng phải nể phục. Vì Jong-gu rất nhớ vợ và cây hồng nở rộ, Giel-ze thì không thể biến thành người vợ, nên anh đã tốn một đêm để đính những trái hồng nhân tạo lên trên cây. Jong-gu nhìn về phía sân nhà mỉm cười hạnh phúc. Jeon-ju cũng kể cho Tê-xích về những hành động lương thiện này của Giel-ze. Họ phát hiện tên nhóc này thật ra là một người rất tốt bụng. Giel-ze lúc này đang ngủ khò vì tối qua quá bận bịu. Trên tay anh vẫn còn cầm cây bút màu để làm quả hồng tối qua.
Đêm khuya, Gyeo-je và T-Six quay về bệnh viện lấy hành lý của Jong-woo. Kết quả anh phát hiện chó cưng của mình đã biến mất. Sau đó Gyeo-je tìm thấy chú chó của mình trước cửa một căn phòng bí ẩn. Anh hiếu kỳ liếc mắt nhìn vào trong phòng xem rốt cuộc có gì. Lúc này T-Six mới nghiêm trọng bước đến cản anh lại. Ông lấy lý do căn phòng này có ma để dọa Gyeo-je. Đối diện với lời dối gạt trẻ con này, mặc dù Gyeo-je không tin nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Hôm sau, Jong-woo nhờ có sự giúp đỡ của nhóm đèn thần mà đã thành công trở về ngôi nhà cũ tràn ngập ký ức với vợ, và ông cũng đợi con gái mình đến thăm. Vì trong buổi tâm sự đêm khuya hôm trước, Gyeo-je lúc đối diện với Jong-woo anh đã luôn nở nụ cười, chỉ là nụ cười của anh còn khó coi hơn cả khóc. Jeon-woo không khỏi bật cười và đòi chụp lại tấm ảnh anh cười để treo làm kỷ niệm. Lúc này, T-Six mới để ý là con trai lớn của cô chủ nhà đang âm thầm theo dõi những chuyện đang xảy ra ở đây. Ông còn nhiệt tình mời cậu vào trong dùng cơm. Trải nghiệm kỳ lạ này đã khiến con trai của chủ nhà có một sự thay đổi rất lớn. Cậu bắt đầu hiểu được nguyên nhân mẹ mình cho mượn căn nhà và chủ động tìm mẹ để giảng hòa. Hai mẹ con dỡ bỏ hết phòng bị và ngồi xuống tâm sự như những người bạn thân. Đêm nay, tình cảm của hai mẹ con đã khiến trời đêm giá lạnh cũng trở nên ấm áp hơn không ít. Jong-woo bên này cũng đang cảm nhận được sự ấm áp tương tự, kể cả khi trên giường bệnh. Ông nhìn về phía cây hồng bên ngoài cửa sổ và không khỏi nhớ về những kỷ niệm khi vợ còn bên cạnh. Sau đó ông từ từ nhắm chặt hai mắt. Cái chết đối với ông mà nói vẫn chưa phải là kết thúc, mà là cơ hội để khởi đầu và tương phùng với vợ lần nữa. Những chuyện này đối với Gyeo-je vừa mới gần gũi với ông mà nói thì thật sự rất đau lòng. Anh ảo não nhìn Jong-woo đã chút hơi thở cuối cùng, không thể kìm được nước mắt. Sau chuyện đó, Gyeo-je mới tìm cậu bạn Jin-woo của mình để tự chuốc say bản thân. Sau đó cậu bạn tốt Jin-woo mới dẫn anh về lại bệnh viện. Jin-woo cũng biết được nguyên nhân Gyeo-je say khướt đến độ này. Trong tiềm thức của anh thì người lần đầu gặp đã cười chắc chắn không phải người tốt gì. Vì vậy, ban đầu khi Jin-woo không cười với Gyeo-je và đã trở thành người bạn mà anh tin tưởng nhất. Lần đầu Gyeo-je và T-Six gặp nhau, khuôn mặt bí xị của ông lúc đó khiến Gyeo-je vô cùng yên tâm. Hôm sau, Gyeo-je đang ở trong phòng nghỉ ở bệnh viện vừa tỉnh dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bắt gặp cảnh tượng này. Một bệnh nhân ung thư bị căn bệnh dày vò bán sống bán chết. Cô cầu xin Jeon-woo hãy gia tăng liều lượng trong thuốc giảm đau để cô thoải mái hơn một chút. Nhưng theo quy định thì liều lượng trong thuốc của cô đã đạt tới giới hạn. Jeon-woo chỉ có thể an ủi để trấn an cô lại. Kết quả lại bị cô mắng chửi thật tệ. Jeon-woo không thể nhẫn tâm nhìn cô chịu đau nên mới xông vào phòng thuốc lấy thuốc giảm đau. May thay lý trí đã kịp thời thức tỉnh cô, khiến cô dừng lại kịp thời. Cảm giác bất lực vì không thể giúp được người bệnh khá hơn khiến cô không kìm được nước mắt, cũng khiến Gyeo-je đứng ở ngoài cửa cũng phải suy tư. Anh cũng thường xuyên phiền não, không biết liệu anh nên để chú chó cưng của mình chịu sự dày vò của bệnh tật hay để nó chết một cách vui vẻ. Chuyển cảnh, T-Six tình cờ đi ngang qua giảng đường và nghe thấy tiếng hát tuyệt vọng của cô bệnh nhân ung thư. Ông biết cô không còn bao nhiêu ngày sống sót nữa nên chủ động bước đến hỏi tâm nguyện của cô là gì. Ông đảm bảo rằng chỉ cần cô sống vui vẻ với mọi người trong những ngày cuối cùng, ông đảm bảo sẽ có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Thật ra cô cũng rất ghét bản thân mỗi khi phát bệnh, nhưng hết lần này đến lần khác nỗi đau bắt cô phải bùng nổ, bắt cô phải phát tiết với mọi người để có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Cô chỉ có thể nghiến răng chấp nhận lời đề nghị này. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì T-Six cũng chia sẻ lý do khiến ông gắn liền với công việc này. Lúc ông gia nhập đội thì một tiền bối đã nói với ông rằng lúc mỗi người được sinh ra đều có bố mẹ anh chị em bên cạnh, nhưng vào những phút giây cuối cùng của cuộc đời họ chỉ có thể có hoặc thiếu đi người bạn đời bên cạnh mình. Vì không muốn phải rời đi trong cô độc cho nên mới dùng cách này để bầu bạn. Cuộc nói chuyện này đã khiến tâm trạng của cô trở nên khá hơn nhiều. Trước tiên cô đã ngỏ lời xin lỗi những bệnh nhân bên cạnh và người nhà. Cô cũng đặc biệt đi tìm Jeon-woo. Trước tiên cô xin lỗi vì đã lớn tiếng mắng Jeon-woo. Jeon-woo là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, là ví dụ điển hình của kiểu chịu mềm không chịu cứng. Thấy bệnh nhân chủ động làm lành, cô lập tức giả vờ làm khó rồi cũng đồng ý. Gyeo-je tình cờ bắt gặp nữ hán tử đột nhiên biến thành em gái e thẹn. Anh bất giác bày ra bộ dạng như thể gặp bệnh nhân thần kinh. Mặc dù Jeon-woo rất ngượng nhưng cô vẫn không quên nhân cơ hội tâm sự với bệnh nhân. Đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện mình không biết phải bắt chuyện với Gyeo-je thế nào. Cô ấy hy vọng Gyeo-je không gắng gượng giả bộ kiên cường. Lúc cảm thấy buồn hay là chống đỡ không được thì có thể tìm cô. Nghe vậy, Gyeo-je đột nhiên đứng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt khiến người ta khó đoán. Bên khác, đội trưởng Kang bắt đầu lập kế hoạch thực hiện điều ước cuối đời cho Im Se-hee. Khi biết là một nhà hát nhạc kịch mới, Im Se-hee muốn biểu diễn chung sân khấu với thần tượng của mình, Park Yoo-tae. Đội trưởng Kang đặc biệt tìm đến Lee Seo-jin,
thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội đèn thần, tìm hiểu tin tức liên quan đến Pio Kyute. Từ đó tiếp cận Kyute, giúp Im Se Hee thực hiện ước mơ. Sau khi kế hoạch bắt đầu, ông dẫn Gyeoje đến buổi biểu diễn nhạc kịch, thành công lẻn vào hậu đài của buổi nhạc kịch. Kyute là một kẻ rất ngạo mạn, độc đoán, tàn nhẫn, không hề quan tâm đến thỉnh cầu của đội trưởng Kang, bỏ đi một mình. Kế này không thành, đội trưởng Kang lại bày kế khác. Ông nhờ những người bạn ăn xin chờ sẵn đợi phục kích Kyute, nhất định phải đưa bức thư viết tay nhét vào tay Kyute. Tiếp đó, ông đem đoạn ghi âm Im Se Hee hát đến hiện trường tuyển chọn vai diễn buổi nhạc kịch, hy vọng Kyute có thể để ý đến cô gái có năng lực, nhưng không còn nhiều thời gian này. Đáng tiếc chuyện không như ý muốn, đội trưởng Kang lấy danh nghĩa gây rối trật tự buổi casting, bị nhân viên đuổi ra ngoài. Gyeoje ghét nhất là thấy người khác bị bắt nạt, nói gì cũng phải dùng nắm đấm để giúp đội trưởng Kang có một lời giải thích. May được đội trưởng Kang kịp thời ngăn lại. Gyeoje không hiểu, chỉ là một hoạt động chăm sóc cuối đời, vừa không kiếm được tiền, vừa không được lưu danh sử sách. Tại sao đội trưởng Kang phải chịu uất ức này? Đội trưởng Kang không trả lời, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Buổi tối, Gyeoje không có nhà để về nên ở lại phòng nghỉ bác sĩ để ngủ. Bận tối mặt cùng đội trưởng Kang cả ngày, Gyeoje nằm trên sàn nhà, nói về những gì nghe và thấy ngày hôm nay cho chú chó nhỏ của mình. Mặc dù ngoài miệng toàn là ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên trong vô thức, bộc lộ suy nghĩ thực của anh. Có lẽ đối với anh mà nói, đội đèn thần của đội trưởng Kang đang dần xói mòn bức tường trái tim cứng rắn của mình. Lúc này, Yeom Sun ra làm theo lời đội trưởng Kang đi vào trong căn phòng bí mật. Còn đội trưởng Kang thì vuốt ve tấm ảnh chụp cùng Gyeoje mà ông đem theo bên mình. Tất cả điều này dường như chỉ ra rằng có mối liên hệ đặc biệt giữa phòng bệnh đó và Gyeoje. Anh cùng cô gái tên Ha Jun Kyung quen biết nhau ở cô nhi viện, bởi vì đều gặp phải cảnh ngộ bất hạnh khiến cho hai người dựa dẫm vào nhau. Sau khi lớn lên, vì một ước hẹn nào đó, hai người cùng nhau kết liễu cuộc đời. Kết quả anh bị hiểu nhầm là cố ý phóng hỏa nên bị tống vào tù. Hôm nay, Gyeoje tỉnh lại từ cơn ác mộng. Còn chưa đợi anh lấy lại hơi, chủ bếp Sun Ja đã bảo anh ra ngoài mua cà ri. Gyeoje vẫn thẳng thừng như ngày nào, nhưng trong lời phàn nàn bla bla của anh ấy có thể thấy anh đã bắt đầu tận hưởng cảm giác được người ta cần. Cùng lúc đó, các thành viên khác của đội đèn thần đang thảo luận chuyện ngôi sao Kyute đột nhiên thay đổi chủ ý, đến bệnh viện thăm Im Se Hee. Gần đây, Kyute vướng vào vụ bê bối, cần một vài hoạt động từ thiện để tẩy trắng. Mặc dù Im Se Hee biết đây chỉ là góp vui lấy lệ, nhưng tôn thờ và thích giống nhau đều không có đạo lý đáng tin. Cô cam tâm tình nguyện trở thành công cụ tẩy trắng của Kyute. Thực ra, ngoài việc muốn tẩy trắng, lý do nhiều hơn của Kyute là vì bức thư mà đội trưởng Kang nhờ đưa. Bên trong có ảnh của Im Se Hee trước khi cô bị bệnh. Nhìn người hâm mộ da trắng xinh đẹp, Kyute như mùa xuân gợn sóng. Nhưng đoạn trầm bổng này đã hoàn toàn biết mất khi nhìn thấy Im Se Hee. Nhưng những điều này không hề cản trở đội đèn thần hoàn thành công việc ước nguyện. Rất nhanh, thành viên đội đèn thần, bao gồm cả Gyeoje cũng được giao vai diễn trong buổi nhạc kịch. Trong đó, Gyeoje và Jeon Ju được yêu cầu lập nhóm diễn cặp đôi. Họ vừa thành lập một đội, mọi người có mặt lập tức trở thành fan couple. Coi cuộc đối đầu hàng ngày giữa hai người là tán tỉnh, khiến cho Gyeoje không biết phải làm gì. Trong những ngày tiếp đó, mỗi thành viên của đội đèn thần giống như được đả thông kinh mạch vậy. Họ bật chế độ hát và nhảy. Trong đó, bao gồm cả Gyeoje, người hay cằn nhằn. Anh luôn trốn trong phòng bếp, ghi nhớ những bước nhảy một cách uyển chuyển, nhảy ra cảm giác như đang đánh quyền. Sau quá trình tập luyện, Gyeoje giúp Sun ra tẩm ướp kim chi. Jeon Ju đến phòng bếp lấy nước như thường ngày, thuận tiện giúp thử mùi vị của kim chi. Trong lúc đó, hành động chu đáo của Gyeoje khi giúp Jeon Ju lau vết bẩn trên miệng, khiến cho Jeon Ju có cảm giác ngứa ra như điện giật. Khoảnh khắc này, Jeon Ju nhận ra trái tim của mình đã điên cuồng mê đắm Gyeoje. Jeon Ju lúc này không hề hay biết, trong bệnh viện cũng có một người mê đắm mình. Đó chính là Chi Hun, bác sĩ của bệnh viện. Khi thấy Jeon Ju và Gyeoje thân thiết khi tập nhạc kịch, Chi Hun chỉ có thể nhìn từ xa, âm thầm chút hết cả hũ giấm. Buổi tối, một bệnh nhân ra đi. Biết được tin, Jeon Ju vội vàng chạy đến phòng bệnh thì bị bong gân. Sau khi Chi Hun chú ý đến điều này, âm thầm ghi vào trong lòng. Sau khi làm xong mọi chuyện, anh ấy đưa một lọ thuốc chữa thương cho Jeon Ju. Bọn họ, một người là bác sĩ, một người là y tá, vốn nên là một cặp trời sinh, nhưng lại vì thân phận đội đèn thần của Jeon Ju, thường bất đồng vì rốt cuộc nên làm thế nào mới là tốt cho bệnh nhân, cãi nhau đến không thể hóa giải. Vì điều này, Jeon Ju không đồng ý, cho rằng bất đồng quan điểm là việc bình thường. Sau đó, hai người nói về Gyeoje, người đến bệnh viện không lâu. Khi biết Gyeoje và Jeon Ju mới là bạn cộng sự cùng chung chí hướng, Chi Hun không tránh khỏi có chút thất vọng. Buổi tối sau đó, Gyeoje nhận nhiệm vụ quay lại, nhìn thấy phòng bệnh mà đội trưởng Kang nói có ma đang sáng đèn. Anh vội đến bàn trực ban hỏi Jeon Ju chuyện liên quan đến phòng bệnh đó. Jeon Ju dường như có ý trốn tránh câu hỏi này. Khi nghe Gyeoje nhắc phòng bệnh đó thực sự có ma hay không, cô lợi dụng hoàn cảnh làm tròn câu chuyện, tạm thời đánh bay nghi ngờ của Gyeoje. Chớp mắt đã đến ngày Kyute đến bệnh viện luyện tập. Từ sau khi Kyute nhìn thấy khuôn mặt thật của Im Se Hee liền rất chống đối chuyện đến bệnh viện. Trong cả quá trình tập luyện, anh ta đều tỏ vẻ không nhẫn nại, khiến cho Im Se Hee, người ban đầu là fan hâm mộ, không nhịn được mà nổi giận. Lúc này, bạn học nam đến xem Seo Jin tập, giơ điện thoại lên, muốn ghi lại quá trình tập luyện. Kyute lo lắng thái độ của mình sẽ khiến cho kế hoạch tẩy trắng của công ty thất bại, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp. Thường nói, người nghiêm túc thì đầy quyến rũ,
Rất nhanh, Im Se-hi cảm nhận được sự thay đổi của Ki-ut, gắn lại cái mác fan hâm mộ. Ki-ut cũng vì chìm vào kịch bản bất giác vì tiếp xúc với Im Se-hi mà cảm thấy tim đập nhanh. Đôi bạn tốt Gyeo-je và Jeon-ju cũng tim đập nhanh giống như vậy. Lại gần khi mỗi lần diễn tập, lấp đầy sự mơ hồ ngại ngùng mà đẹp đẽ của giai đoạn đầu tình yêu. Khoảnh khắc này, nước khử trùng trong bệnh viện dường như phảng phất vị ngọt. Buổi tối, Im Se-hi biết thời gian của mình không còn nhiều, cô tặng găng tay và khăn cho Ki-ut. Sự ân cần và ấm áp của Se-hi lần nữa chạm đến Ki-ut. Lần này, công tử đào hoa Ki-ut dường như đã động chân tình. Bên khác, sau khi tan làm, Chi-hun đến phòng bếp ăn cơm. Khi anh nói chuyện cùng với Sun-ja, muốn từ góc nhìn của phụ nữ tìm hiểu có phải con gái ghét người đàn ông không ủng hộ mình. Cố gắng đoán thái độ của Jeon-ju đối với anh. Kết quả một câu của Sun-ja, nếu như không được người mình thích ủng hộ, con gái đau lòng nhiều hơn là ghét. Khiến Chi-hun nhớ đến Jeon-ju không buồn khi anh không ủng hộ, thậm chí còn là thái độ không quan tâm, biết bản thân hoàn toàn không có cơ hội. Còn phía Gyeo-je và Jeon-ju hình như có tiến triển tốt. Cả hai đang chuẩn bị sân khấu cho vở nhạc kịch, nói rất nhiều chuyện liên quan đến Jeon-ju. Biết được Jeon-ju thích tập thể dục không phải vì khỏe mạnh, mà là lúc nhỏ cô không cách nào cõng nổi người mẹ mắc bệnh ung thư. Vì vậy cô nuôi chí muốn trở thành người mạnh mẽ, giúp đỡ mọi người. Lúc này, Jeon-ju luôn nghĩ đến việc chữa lành nỗi đau cho Gyeo-je, không nói nhiều về câu chuyện của mình, lại chuyển chủ đề quay lại bản thân sẵn sàng lắng nghe trái tim, khiến cho Gyeo-je, người biết rõ điều đó, vô cùng cảm động. Lúc này, Jeon-ju nhận được cuộc điện thoại, biết Im Se-hi lại phát bệnh lần nữa. Vì để thành công diễn buổi nhạc kịch, Se-hi muốn nhờ Chi-hun bắt đầu phương án điều trị tích cực, bị phản đối. Jeon-ju khi biết mọi thứ, cô khẩn cầu Chi-hun giúp đỡ. Hai người lần nữa nảy sinh bất đồng, cãi nhau ở bệnh viện. Lúc này, Gyeo-je xuất hiện, không ngừng bênh vực Jeon-ju, đồng thời bày tỏ lập trường, tôi là thành viên của đội đèn thần, chuyên thực hiện ước muốn của mọi người. Jeon-je bên cạnh không nhẫn tâm nhìn Jeon-ju bị Chi-hun của trách, ra mặt giúp đỡ. Tất cả điều này đều bị đội trưởng Kang trốn trong một góc nhìn thấy. Sau sự việc, đội trưởng Kang tự mình tìm Chi-hun nói chuyện. Trong cuộc đối thoại của hai người có thể nhìn ra, đội trưởng Kang và Chi-hun có mối quan hệ thân thiết. Trước đó, ông ấy bị ung thư được Chi-hun cứu về từ cửa môn quan. Bây giờ bệnh của ông ấy tái phát, không thuốc cứu chữa. Ông ấy hy vọng có thể giúp những người bệnh đó thực hiện tâm nguyện trong quãng thời gian cuối cùng này, để ông ấy không rời đi trong hối tiếc. Có lẽ lần nói chuyện này có tác dụng. Chi-hun đồng ý tiêm thuốc giảm đau cho Se-hi, hoàn thành buổi biểu diễn nhạc kịch. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra buổi nhạc kịch. Dưới khán đài đều là bệnh nhân trong bệnh viện. Đối mặt với tình huống này, người kinh nghiệm phong phú như Ki-ut cũng căng thẳng. Trong cuộc đối thoại với trợ lý, có thể biết sự căng thẳng của anh đến từ Se-hi. Anh định sau khi biểu diễn kết thúc, bắt đầu đoạn tình cảm không có kết quả này với Se-hi. Đội đèn thần tham gia biểu diễn cũng căng thẳng. Họ giải tỏa tức ngực do căng thẳng đem lại. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Se-hi như biến thành một người khác, phát sáng trên sân khấu, khiến cho Ki-ut không kìm nổi rung động. Lúc này, một người đàn ông lạ dưới khán đài làm gián đoạn nhịp điệu của cô. Ki-ut nhận ra, có lẽ người này mới là tình chân ái của Se-hi. Anh chủ động nhường chỗ. Năm đó, hai người kết duyên với nhau vì nhạc kịch. Sau này, cùng nhau làm việc, theo đuổi ước mơ ở nhà hát. Nhưng hiện thực đã giáng một đòn tàn khốc lên hai người. Bạn trai phải nghỉ hát vì dây thanh quản chai sạn. Se-hi vì bệnh ung thư mà từ biệt sân khấu. Lần này, diễn chung sân khấu cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng của họ. Tiếp sau đó, một tình tiết nhỏ vui nhộn, để làm loãng đi chút buồn của chuyện tình này. Jeon-ju và Jeon-je ban đầu chỉ cần mượn góc hôn, nhưng lại bị đội viên không đứng vững ẩn nhẹ một cái. Hai người hôn nhau ngoài ý muốn. Khoảnh khắc này, tiếng cười tại hiện trường không thể che đi tiếng tim loạn nhịp của Jeon-ju và Gyeo-je. Buổi biểu diễn cũng kết thúc thuận lợi. Se-hi cảm ơn tất mọi người ủng hộ giúp đỡ mình trong tiếng vỗ tay, khiến đêm đông lạnh lẽo này mọc ra sợi lông, quấn chặt những người chiến đấu với bệnh ung thư lâu ngày, khiến họ cảm nhận được ấm áp. Rất nhanh, sự ấm áp này dừng lại đột ngột. Sau khi Se-hi diễn xong buổi biểu diễn đã rời khỏi sự đời. Sau khi đội đèn thần biết tin này đều tỏ ra rất thản nhiên, chỉ có Jeon-je là khó chấp nhận. Một mình rời khỏi phòng nghỉ ngơi, mọi người đều là người từng trải, vô cùng hiểu tâm trạng của Gyeo-je, lựa chọn mặc kệ anh một mình giải sầu. Chỉ có Jeon-ju lo Jeon-je khó có thể buông bỏ, âm thầm đi theo anh. Jeon-ju cố gắng xoa dịu Jeon-je bằng cách chuyển hướng chú ý, cố ý nhắc đến nụ hôn tối đó. Thấy Jeon-je hồi lại sức sống và cãi nhau với cô, trái tim lơ lửng của Jeon-ju rơi xuống đất. Trước khi đi, Jeon-ju giống như nhớ ra gì đó, mạnh dạn hứa với Jeon-je rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để anh hạnh phúc một lần. Đây là những gì Jeon-je nói trước đó khi điền vào giấy việc cần làm của mình. Mặc dù anh không biết sao Jeon-ju lại nói như vậy, cũng không biết cô định làm như thế nào, nhưng lúc này trong lòng Jeon-je vô cùng thoải mái. Cảnh vừa chuyển, Jeon-je tìm chú chó con của mình trong bệnh viện. Jeon-ju thấy Jeon-je ôm chú chó nở nụ cười, trong lòng xôn xao. Vì để áp chế lại nhịp tim của mình, Jeon-ju đánh vài đường với không khí, nhưng giây phút chạm mắt với Jeon-je lại trở nên nhút nhát dịu dàng hơn. Đến thời gian ăn cơm trưa, Jeon-je đặc biệt gọi Jin-gu và mọi người trong đội đèn thần đến phòng ăn bệnh viện nếm thử món anh làm. Jin-gu bối rối khi nghe chuyện cười mà anh không hiểu, nhưng anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Jeon-je có thể thoải mái nở nụ cười. Bên khác, Jun Ki-ung đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra tù. Sau khi ra tù, việc đầu tiên cô ấy làm là gọi điện cho Gyeo-je, nhưng không ai nghe máy. Lúc này,
Sok Jun, người từng truy bắt Jeon Jae trước đó xuất hiện. Anh ta từng ép Jun Ki-young có vóc dáng ngoại hình chuẩn phải thực hiện một buổi livestream đặc biệt. Lần này đến không biết có âm mưu gì. Lúc này, Jeon Jae đang ôm cuốn lịch, tính thời gian còn lại của phục vụ cộng đồng. Đây là lần đầu tiên anh ấy cảm thấy tiếc. Ji-hoon nhìn thấy tình địch chướng mắt xuất hiện ở đây. Cô ý kiếm chuyện bảo Jeon Jae đưa chú chó đi. Đồng thời, chế giễu Jeon Jae không biết hô hấp nhân tạo, ở đây chỉ thêm gây rối. Những câu này mặc dù khó nghe nhưng lại khiến cho Jeon Jae có suy nghĩ học hô hấp nhân tạo. Vì thế, anh lên tầng thượng cầu cứu Jeon Ju đang tập thể dục. Jeon Jae đột nhiên đi lên khiến Jeon Ju cảm thấy bất ngờ, đồng thời có chút kích động nhỏ. Để tránh tâm trạng của mình bị vạch trần, Jeon Ju rào trước, nói Jeon Jae dùng mánh khóe này để tiếp cận, muốn thông qua cơ hội này để ở riêng với cô. Jeon Jae vừa phủ nhận, vừa cấp tốc đi xuống sân thượng. Sau đó, anh gặp một bệnh nhân, mặt dày yêu cầu anh giúp mình kết thúc mạng sống. Thì ra ông ấy chỉ còn sống được 1 tháng. Dưới sự điều trị của bác sĩ, ông đã sống được 8 tháng. Ông ấy lo lắng cứ như vậy sẽ làm liên lụy đến người nhà. Hy vọng người có tiền án như Jeon Jae có thể giải thoát cho mình. Jeon Jae bị yêu cầu điên rồ này làm cho sợ hãi. Còn chưa đợi anh hoàn lại sau cơn kinh ngạc thì lại gặp một chuyện kinh khủng hơn. Anh thấy đội trưởng Kang bị một đám người vây quanh. Từ trong cuộc nói chuyện, Jeon Jae biết được bí mật liên quan đến đội trưởng Kang. Chân của ông ấy sớm đã hồi phục. Ngoài ra, đội trưởng Kang dường như có dính líu đến giết người. Lúc này, Jeon Jae nhớ lại đêm diễn buổi nhạc kịch. Từng thấy đội trưởng Kang nhận tiền của bố Se Hee làm thù lao. Không thể không đoán ra, đội trưởng Kang đã bị đám người này nắm thóp. Để làm rõ đầu đuôi sự việc, Jeon Jae đợi đám người đó đi, rồi đặc biệt đi đến yêu cầu một lời giải thích. Đội trưởng Kang không phủ nhận, không giải thích, khiến cho Jeon Jae vô cùng sụp đổ. Anh không thể chấp nhận người mà mình tin tưởng lại là một kẻ đạo đức giả. Trước lúc đó, Jeon Jae định duy trì chiến tranh lạnh với ông ấy. Tối hôm đó, Seo Jin, thành viên của đội đèn thần gặp chuyện không hay. Bạn trai của cô ấy gặp tai nạn, tài xế chọn chạy trốn. Sau đó, hai ông Jun được đưa đến bệnh viện. Bởi vì làm lỡ thời gian giải cứu tốt nhất nên tình hình không hề lạc quan. Lúc này, bố mẹ của hai ông Jun đang bị đám phóng viên vây quanh. Bọn họ nhận được tin đồn thủ phạm là một MC nổi tiếng, được tập đoàn lớn chống lưng. Rõ ràng đã phạm một sai lầm lớn, ông ta lại được đưa vào bệnh viện với lý do ngoại thương. Để tránh bị cảnh sát triệu tập, Seo Jin luôn giữ máy với hai ông Jun, khi biết tin đã vội đến bệnh viện, âm thầm ghi nhớ lời của cánh phóng viên nói. Đợi sau khi hai ông Jun từ phòng cấp cứu ra, Seo Jin lập tức vào thăm. Hai ông Jun tỉnh lại trong chốc lát, nói một lời với Seo Jin, khiến cho Seo Jin khóc òa. Cô hứa sẽ hoàn thành mong muốn của anh. Vì thế Seo Jin tìm đến đội trưởng Kang, nói ước nguyện muốn tìm thủ phạm báo thù của hai ông Jun ra. Đội đèn thần chỉ phục vụ cho người sắp chết. Người trẻ tuổi như hai ông Jun rất có khả năng sống lại, căn bản không nằm trong phạm vi phục vụ. Vì vậy, đội trưởng Kang đã từ chối. Seo Jin vẫn không từ bỏ. Cô biết muốn thủ phạm nhận trừng phạt thích đáng, nhất định phải để con gái thủ phạm, người cũng có mặt ở hiện trường, đứng ra bóc trần bố mình. Khi Seo Jin đang tính toán làm sao để tiếp cận con gái thủ phạm, Jeon Jae biết được tin từ chỗ đội trưởng Kang nên đặc biệt đến xem tình hình của Seo Jin. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Seo Jin khẩn cầu Jeon Jae giúp cô hoàn thành ý muốn trả thù. Lúc đầu, Jeon Jae cảm thấy ý muốn này có chút vô lý, nhưng thấy Seo Jin luôn không khỏi tự trách khi tối đó tắt điện thoại của hai ông Jun, mới hại anh phân tâm gặp chuyện không may. Tinh thần chính nghĩa của Jeon Jae bùng nổ, an ủi rằng đây không phải lỗi của cô, đồng thời nói sẽ giúp cô hoàn thành kế hoạch trả thù. Nói là làm, hai người đến được trường tiểu học của con gái thủ phạm thông qua điều tra. Theo kế hoạch, Seo Jin dễ dàng lẻn vào trường tiểu học với danh nghĩa đưa thuốc cho em gái, tìm được con gái của thủ phạm, kết nối cuộc gọi với Giel Je, người đã lẻn vào nơi thủ phạm ở, cải trang thành người giao hoa. Seo Jin giả vờ bắt cóc con gái thủ phạm đi, yêu cầu thủ phạm công khai nhận lỗi. Thủ phạm thương con gái, lo lắng con gái ở trong tay Seo Jin sẽ gặp chuyện. Sau khi vội vàng đáp ứng, ông ta mau chóng đến trường của con gái. Thực ra Seo Jin không hề bắt cóc con gái thủ phạm. Mặc dù hận thủ phạm, nhưng cô ấy không muốn liên lụy người vô tội. Bắt con gái nhỏ của hung thủ đổ lỗi cho người cha vô trách nhiệm, điều lo lắng hơn là cô sẽ bị bạn học chỉ trích, nên cố tình trốn vào nhà vệ sinh để hoàn thành lần uy hiếp này. Cô bé dường như cảm nhận được tất cả. Cô chủ động tìm đến Seo Jin thay bố xin lỗi, đồng thời xin lỗi vì bản thân không sớm đứng lên nói ra sự thật. Lúc này Seo Jin hoàn toàn sụp đổ. Cô thà rằng đối phương cầu xin mình buông tha cho bố, như vậy cô có thể an tâm cho rằng bản thân lợi dụng đối phương báo thù là hành động chính đáng. Lúc Seo Jin không biết phải làm sao liền ôm cô bé khóc nức nở. Đội trưởng Kang như thần binh hạ thế an ủi hai đứa trẻ. Hóa ra Jeon Jae cảm nhận được sự lương thiện của Seo Jin, biết cô cảm thấy không thoải mái khi làm những điều này, nên đặc biệt để lại tờ giấy thông báo T6 đến trường đón Seo Jin. Xong việc, cô cùng ông đến bệnh viện. Cô thành thật thú nhận việc trả thù không phải làm tâm nguyện của hai ông Jun, mà là suy nghĩ của cô. Vì lúc hai ông Jun tốt bụng tỉnh táo trong thời gian ngắn vẫn nhớ tới sự an toàn của đối phương. Điều này khiến Seo Jin khó chấp nhận người tốt bụng phải chịu thảm cảnh, nên ích kỷ tự trả thù. T6 tỏ thái độ không đồng ý giúp đỡ vì tin tưởng anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, và đội đèn thần chỉ phục vụ người sắp chết. Lúc này tên hung thủ đưa theo vợ và con gái đến bệnh viện chủ động nhận lỗi với bố mẹ hai ông Jun. Anh ấy cũng tỉnh lại vào lúc này. Khoảnh khắc cô bé và Seo Jin nhìn nhau cười buông bỏ sự hổ thẹn ở trong lòng. Thời điểm này chuỗi các sự việc xảy ra, mối quan hệ giữa Jeon Jae và Jeon Ju thay đổi từ mập mờ đến vô cùng mập mờ.
Anh thấy cô làm việc thâu đêm, đặc biệt đem cà phê tới, đồng thời hỏi cô tại sao lại vui như vậy. Gần đây trái tim tan vỡ, niềm vui lại ập tới, một trong số đó là vì có người quan tâm cô có hạnh phúc không. Sau đó cô tự độc thoại: tôi muốn người đàn ông quan tâm tôi hạnh phúc hay không cũng được hạnh phúc, vì anh ấy cười trông rất đẹp trai. Lời thú nhận thẳng thắn như vậy khiến Dân Dê mừng thầm, đồng thời cũng có chút bối rối, chỉ đành uống nước cho đỡ ngượng. Dân Du thấy Dân Dê không từ chối cho rằng có thể tiến thêm một bước với anh, nên nhân lúc Dân Dê đi vắng đã giúp anh rửa sạch ba lô đựng tiền. Hành động này đã kích thích thần kinh mẫn cảm của anh, sau khi của trách cô một trận liền đem tiền rời đi. Cô có chút đau lòng nhưng cũng biết mình làm như vậy có chút quá đáng, cũng không muốn so đo nhiều. Dân Dê nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi quá khích, đặc biệt mua nước ép táo để xin lỗi cô, vì trong tiếng Hàn chữ táo tàu gần giống với lời xin lỗi. Khi cuộc sống của Dân Dê đang dần chuyển sang hướng tích cực, thì cộng sự của anh đã bị Sốc Jun đưa đi bắt đề ở công việc livestream đặc biệt kiếm tiền bằng cách khoe thân thể. Lúc này Tae Sik và Seo Jin đang trò chuyện trong cửa hàng ăn nhanh, nói đến việc muốn giữ Dân Dê hội đèn thần sau khi hoàn thành nghĩa vụ tình nguyện viên. Cô cho rằng muốn giữ một người phải cho anh ấy một lý do tuyệt đối không thể đi. Lời này bỗng khiến ông bừng tỉnh, tự độc thoại: chẳng nhẽ thật sự muốn nói với cậu ấy là tôi đã nhận ra cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Thôi đi. Tae Sik nắm chặt bức ảnh cậu bé trong tay, chuyển cảnh Dân Dê ma xui quỷ khiến đi tới phòng bệnh bị ma ám, bắt quả tang thành viên hội đèn thần ra vào chăm sóc người bệnh. Lúc này Dân Dê đang lén lút ngoài cửa, người bệnh bên trong tay cử động nhẹ. Cộng thêm tò mò về lời nói dối của Dân Du và Tae Sik, anh tự tìm tới cô, nói đội trưởng Kang đã kể hết mọi chuyện cho anh làm cái cớ cố gắng moi sự thật từ chỗ Dân Du. Cô rất hoài nghi không biết Tae Sik đã nói gì với Gyeo-je, nên đi tìm ông khắp bệnh viện. Từ chỗ Chi Hun cô biết được ông ấy sẽ đến sau núi để giải quyết việc lợn rừng công kích, liền quyết định tự lên núi một chuyến. Nào ngờ ông đã đưa bạn của mình đến tụ tập ở nhà hàng. Do Dân Du không bắt máy nên y tá tìm Dân Dê để hỏi tin tức của cô. Lúc này Chi Hun đi qua cung cấp manh mối cho hai người họ. Hôm nay anh thấy cô tìm kiếm Tae Sik, nên đã nói tin ông ấy lên ngọn núi phía sau cho cô. Nghe thấy hai từ sau núi, Dân Dê bồn chồn lo lắng, giang rộng chân lao lên ngọn núi phía sau, sợ cô sẽ bị lợn rừng tấn công. Lúc này bầu trời sấm sét đổ mưa khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn. Nhìn thấy Dân Du bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm, trên miệng trách mắng cô tại sao lại tự mình lên núi. Dân Du nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu của anh, cô trêu chọc hỏi có phải vì lo lắng cho cô nên mới khóc. Dân Dê vẫn rất cứng miệng nói trên mặt là nước mưa chứ không phải nước mắt. Ở phía không xa Chi Hun mang ô tới nhưng vẫn chậm hơn Dân Dê một bước. Nhìn thấy hai người thân thiết cãi vã, thất vọng ra về. Tối hôm đó, Dân Dê vì dầm mưa nên đã đổ bệnh. Dân Du cũng dầm mưa nhưng không sao, luôn bên cạnh chăm sóc anh. Đều nói bị bệnh sẽ khiến họ trở nên hiền dịu. Anh đã thu lại những lời nói độc ác thường ngày nói về chuyện của bản thân. Cô điềm đạm an ủi làm anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Dân Dê sau khi nói khẽ anh thích em liền chìm vào giấc ngủ. Anh nói có vẻ rất thản nhiên nhưng lại khiến cô xao xuyến trong lòng. So với sự mập mờ mềm mại của hai người, chuyện tình của cặp đôi khác trong đội đèn thần chỉ có thể dùng từ thấm thía để miêu tả. Vì bà Đốc Gia mất trí nhớ thường tự cho mình là người cô đơn, ông Biun chỉ lặng lẽ bên cạnh giống như người thầm thương trộm nhớ. Hôm nay, bà Đốc Gia nhìn thấy bức ảnh của hai người ở trong nhà, liền xin lỗi ông Biun vì đã quên mất người mình yêu. Ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng an ủi vợ. Có lẽ ông đã trải qua cảnh như này không biết bao nhiêu lần. Hôm sau cuộc sống vẫn tiếp tục. Dân Dê hoàn toàn hồi phục liền đi tìm Dân Du hỏi xem hôm qua có nói lời kỳ lạ gì không. Cô luôn không sợ trời cũng không sợ đất bỗng thẹn thùng, nhưng cô cũng không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho anh. Dùng vỏ bọc vô số câu bắt đầu bằng thích để đáp lại lời tỏ tình của anh tối qua. Sức hút cực độ như vậy khiến trái tim Dân Dê vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy. Sau khi Dân Du rời đi, anh chú ý đến bệnh nhân trước kia bảo anh giúp đỡ kết liễu đời mình bước ra khỏi bệnh viện một mình, nên âm thầm theo dõi. Kết quả đụng phải bệnh nhân muốn tự tử. Thời khắc mấu chốt anh đã cứu được ông ấy. Bắt chước quá trình mỗi lần Tae Sik hỏi bệnh nhân về nguyện vọng cuối cùng, rồi đưa ông đến nhà thờ bệnh viện. Ở đây ông nói di nguyện cuối cùng của mình cho anh nghe. Ông muốn kết thúc tính mạng vì không muốn vợ thêm mệt nhọc, hy vọng vợ có thể tìm thấy chỗ dựa mới hạnh phúc sống tiếp. Lúc này Tae Sik nấp trong nhà thờ nghe lén bỗng đứng dậy, bày tỏ tiếp nhận di nguyện của bệnh nhân, làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp vợ ông ấy tìm được người đàn ông tốt trước khi ông rời xa. Bên khác, Dân Du nhận được quà tặng xin lỗi vì cuộc cãi vã xảy ra lần trước của Chi Hun. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của anh, vui vẻ nhận món quà này. Nhìn thấy thẻ tập gym trong hộp quà, cô lộ ra vẻ mặt khó xử. Hóa ra anh trai của cô là thầy dạy ở phòng tập gym khác. Lúc này anh trai cô đang tranh cãi với Dân Dê ở lối vào bệnh viện. Dân Dê không hề hay biết mình đã gặp anh vợ, lại nói là tình nguyện viên của bệnh viện, hiểu nhầm đối phương đến nhận làm tình nguyện giống mình, nên nói gì cũng không để anh vào bệnh viện. Dân Du kết thúc cuộc trò chuyện vội đến giải thích hiểu nhầm. Dân Dê không ngờ lần đầu tiên gặp anh vợ lại là hoàn cảnh này, ngượng tới nỗi hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Chi Hun luôn tỏ ra rất lanh lợi, nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân. Nhìn thấy ba người vui vẻ trò chuyện, Dân Dê chỉ đành một mình ảo não. Bên khác, Jun Kyung nghe ngóng được Jin Gu có khả năng biết tin tức của Gyeo-je. Cô ý đến cửa hàng thú cưng của Jin Gu để hỏi tin tức của anh. Anh rất chính trực, kiên trì theo nguyên tắc một hỏi ba không biết rồi đuổi cô đi. Từ cuộc trò chuyện của hai người họ có thể thấy, Jun Kyung có ham muốn sở hữu siêu mạnh với Gyeo-je. Nếu cô biết anh đã thích người khác không biết sẽ gây ra sóng gió gì. Xong việc Jin Gu nói với Dân Dê việc Jun Kyung đến hỏi thăm tin tức, anh dường như không muốn gặp cô.
nên dặn dò Jin Woo tiếp tục làm màu như không biết. Chớp mắt đã đến ngày Dân Dê kết thúc làm tình nguyện. Các thành viên của đội đèn thần làm lễ chia tay anh. Thật ra người không đành lòng nhất là T6. Ông chủ động nói hy vọng có thể giữ anh lại. Dân Dê kiêu ngạo trong lòng cũng rất muốn ở lại nhưng vẫn mạnh miệng nói đi thu dọn hành lý. Kết quả hành lý dọn thế nào cũng không xong. Sau đó anh quyết định thu dọn từ cái xe cũ nát của mình. Trùng hợp đụng phải T6. Hai người mạnh miệng nhưng mềm lòng ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Một cốc cà phê nóng xuống bụng T6 kể lại câu chuyện của mình. Trước đây ông bị ung thư phổi, muốn kết thúc nỗi đau. Nào ngờ được Dân Du cùng mọi người cứu. Luôn nằm trong căn phòng mà anh vẫn luôn tò mò. Sau đó bệnh phổi có dấu hiệu chuyển biến tốt, khiến ông cảm thấy không thể lãng phí sinh mệnh lần thứ hai này liền gia nhập vào đội đèn thần. Vì không muốn mọi người biết ông là bệnh nhân ung thư, nên mới cố ý đặt mã khóa phòng bệnh. Gần đây căn bệnh lại phát tác, ông hy vọng có người thay ông nhận vị trí đội trưởng đội đèn thần. Nghe tới đây Dân Dê không giỏi biểu đạt tình cảm có chút bối rối, không khí bỗng đóng băng. Dân Du trốn trong góc nghe lén hốc mắt đỏ ửng. Sau bi thương Dân Dê hỏi ông hiện tại người trong phòng bệnh đó là ai. Ông vẻ mặt đầy sửng sốt đưa anh đến phòng bệnh xem, nhưng phát hiện mật khẩu bị ai đó thay đổi. Lúc này họ nhận được cuộc gọi từ Dân Du, biết được chú chó cưng của anh sắp không xong rồi. Người bệnh trong phòng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh đột nhiên hai mắt mở to. Câu chuyện của tập này bắt đầu giới thiệu về thân thế chú chó nhỏ của Gielze. Trước kia nó bị một cặp vợ chồng nổi tiếng trên mạng bỏ rơi lưu lạc ngoài đường. Có lẽ cùng số phận bị bỏ rơi, vừa gặp anh đã nhìn chúng chú chó tội nghiệp này, nên đã nhặt nó mang về và luôn giữ bên cạnh. Bây giờ sinh mạng của nó đã đến điểm cuối, Dân Dê quyết định giúp nó hoàn thành di nguyện cuối cùng. Anh đoán nó sẽ nhớ về người chủ cũ liền đưa nó đi gặp mặt, nhưng vô tình gặp người chủ đã bắt đầu tìm thú cưng mới. Anh không thể chịu được người chủ vô đạo đức như vậy tiếp tục làm hại những động vật khác, tiến lên trước giáo huấn một bài học. Vì không biết chừng mực phép tắc làm náo loạn đến khó coi, may thay Dân Du đưa bác sĩ thú ý Jin Gu đến kịp tránh cho Dân Dê bốc đồng lại vào tù vì bạo lực. Sau đó cô đưa anh và chú chó đến bãi đất trống, ngắm nhìn khung cảnh chú chó chạy nhảy. Dân Du nói đây là T6 chuẩn bị cho chú chó, vì anh từng nói hy vọng nó có thể chạy nhảy trong thế giới rộng lớn một cách thỏa thích, rồi mãn nguyện ra đi trong vòng tay người thương. Trên bãi đất trống một người một chó nhìn cảnh di động mắt đỏ hoe. Cuối cùng nó nhắm mắt trong vòng tay của anh. Mặc dù không đành lòng, rất buồn bã, nhưng Dân Dê hiểu rõ anh và nó đều may mắn. Họ đã tìm thấy người có thể đem lại sự ấm áp cho mình. Ở phía không xa, Jun Kyung lạnh lùng quan sát tất cả biểu cảm ý vị sâu xa. Sau khi tiễn đưa chú chó, Dân Dê đưa ra một quyết định. Anh muốn tiếp tục ở lại đây, chính thức trở thành thành viên của hội đèn thần bảo hộ những di nguyện của mỗi người sắp chết. Vì sống như vậy có thể khiến anh cảm thấy cần thiết và hạnh phúc. Những ngày sau đó, anh cứ làm như vậy. Anh cố gắng hết sức phối hợp với T6 hoàn thành di nguyện của mỗi người sắp chết. Sau đó hai người tiếp tục chủ đề còn dang dở, tìm Dân Du để nghe ngóng về căn phòng bệnh khóa cửa. Trông cô lộ ra vẻ khó xử, mặc dù ông rất tò mò nhưng cũng không tiếp tục hỏi, còn dặn dò Dân Dê đừng nhắc tới nữa, tránh tất cả đều ngượng ngùng. Lúc này anh chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không quá để ý. Điều anh quan tâm hơn hết là hoàn thành di nguyện của ông Jae-jun trước khi mất sẽ gả vợ đi. Đây cũng điều ước đầu tiên sau khi anh chính thức gia nhập vào đội đèn thần, hy vọng có thể hoàn thành thuận lợi. T6 phụ trách thực hiện lại trở nên bất thường, biểu hiện không quan tâm lắm. Rất nhanh thái độ thờ ơ của ông đã được giải thích. Hóa ra T6 sớm đã nhìn thấu tâm nguyện thực sự của Jae-jun là muốn giúp vợ được gả đi. Ông mắng Jae-jun làm như vậy không chỉ khiến vợ bị tổn thương mà còn làm hại tới Gielze, phá hủy sự tự tin của anh trong việc muốn bắt đầu cuộc sống tốt đẹp trở lại. Nghe tới đây, ông khóc trong tội lỗi. Ông không biết phải làm sao mới đúng. Loại suy nghĩ tự cho mình là đúng của Jae-jun khiến T6 rất hiểu, vì ông cũng từng giống như ông ấy, tự cho rằng chỉ cần cho họ cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền là được, hoàn toàn không để ý đây có phải là điều họ muốn hay không. Tối đó là sinh nhật ông, các thành viên đội đèn thần bí mật lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho ông. Khoảnh khắc thổi nến, T6 nhớ lại ngày cả nhà quây quần thổi nến. Ông bắt đầu thấy hối hận, tại sao chỉ khi đánh mất mới nhận ra mình đã sai. Sau khi quản gia biết được nỗi lòng của T6, động viên nói, mỗi người đến lúc mất đi mới biết quý trọng, đây dường như là điều bình thường trong cuộc sống. Tối đó nước mắt ông chứa đựng biết bao sự hối hận. Bên khác Dân Dê và Dân Du ngược lại đang làm rất tốt, anh lấy hết can đảm hẹn cô. Dân Du cũng rất vui vẻ đồng ý, đồng thời nói lịch trình buổi hẹn sẽ do cô quyết định. Anh không ngờ lịch trình buổi hẹn của cô không phải là học CPR, thì chính là đi làm tình nguyện tại trung tâm chó hoang. Thấy Dân Dê không ngừng phàn nàn, cô đành nhượng bộ, đưa anh đến phòng tập thể dục leo núi rèn luyện thể chất. Mọi người nói đúng, cô không hổ danh là nữ trung hào kiệt, nhưng bất cứ điều gì dính dáng tới lãng mạn, cô một chút cũng không liên quan. Cuối cùng dưới sự khuyên can của Gielze, hai người quyết định đến quán cà phê nổi tiếng lãng mạn chút. Kết quả quán đã đóng cửa. Trên đường trở về, anh chủ động nắm tay cô, vẫn cứng miệng nói tất cả đều do Dân Du quyến rũ anh. Cứ như vậy cả hai giống như một cặp tình nhân. Rốt cuộc ai theo đuổi ai trước, một vòng quanh co lại bắt đầu. Khi tình yêu mãnh liệt, nụ hôn nồng cháy như mong đợi, một kết thúc ngọt ngào cho buổi hẹn hò hôm nay. Cảnh đẹp không dài. Vừa xác nhận mối quan hệ, hai người quay về bệnh viện gặp phải Jun Ki-ung bất ngờ tới. Cô tự xưng mình là bạn gái của Gielze, khiến Dân Du bên cạnh không biết phải làm sao. Lúc này một làn sóng ký ức đau buồn khi ở bên Jun Ki-ung lại ùa về trong đầu Gielze. Thời điểm đó Ha Jun Ki-ung rất cố chấp, liên tục lấy cái chết ra để uy hiếp Dân Dê ở bên mình, lại lấy cái danh người nhà ra nói phải cùng chung hoạn nạn. Dân Dê đã chịu đựng đủ cuộc sống bí bách như vậy, muốn thoát khỏi nó,
Ha Jun Kyung lại nói, nếu như anh dám sống hạnh phúc ở một nơi khác, tôi sẽ đồng quy vu tận với anh. Cô ta vẫn cố chấp như mọi khi, uy hiếp nếu Dân Dê không đi cùng cô ta thì sẽ chết ngay trước mặt anh. Dân Dê không còn cách nào khác, chỉ đành thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện. Dân Du biết mình không có cách nào giữ anh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dân Dê rời đi. Những ngày sau đó, Dân Du nhung nhớ thành bệnh, chỉ có thể tập luyện không ngừng nghỉ để quên đi từng kỷ niệm nhỏ giữa cô và Gyeoje. Mà Dân Dê cũng không hề ổn. Kể từ khi anh rời khỏi bệnh viện cùng với Ha Jun Kyung, cô ta như một con ký sinh trùng bám dính lấy Dân Dê, sợ rằng anh sẽ lại chạy trốn. Chớp mắt đã đến ngày thực hiện tâm nguyện của bệnh nhân Dê Jun. Các thành viên khác của đội đèn thần đã đến nơi từ sớm, chờ đợi Dân Dê có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bởi vì Dê Jun là bệnh nhân đầu tiên nói ra lời ước với anh. Một bên khác, đội trưởng Kang và Dân Du phụ trách hộ tống Dê Jun. Lúc sắp xuất phát, Kang Tae Sik còn không quên dặn dò ông ấy phải mỉm cười chúc phúc cho vợ mình, chúc bà ấy tìm được hạnh phúc mới. Nghe đến đây, có một cảm xúc phức tạp dấy lên từ tận đáy lòng của ông Dê Jun. Hôn lễ nhanh chóng chính thức bắt đầu. Kang Tae Sik cũng không lừa gạt nữa. Ông ấy đẩy ông Dê Jun đến vị trí của chú rể. Lúc trước, Kang Tae Sik vừa sắp xếp cho vợ của Dê Jun đến, vừa cố ý nói khích Dê Jun, đều là vì mong Dê Jun có thể hiểu thấu lòng mình, hiểu ra rốt cuộc điều gì mới là tốt nhất dành cho vợ ông ấy. Lúc này, Dân Dê đến nơi đúng giờ đỡ Dê Jun đến trước mặt vợ mình, hoàn thành đám cưới ấm áp và lãng mạn này. Sau khi lễ cưới kết thúc, Dân Dê hẹn riêng những người trong đội đèn thần ra để nói lời tạm biệt chính thức. Đội trưởng Kang là người hiểu Dân Dê nhất. Ông ấy biết rằng chỉ khi anh ở bên cạnh Dân Du thì anh mới tìm được lý do để sống tiếp. Dân Dê không có tự do, chỉ yếu ớt đáp lại, nếu như cháu ở bên Dân Du thì một người con gái khác sẽ chết. Nói xong, Dân Dê rời khỏi khách sạn cùng với Ha Jun Kyung. Lúc này cô ta đắc ý nhìn về phía Dân Du. Sau hôm đó, Dân Du bị bệnh nặng, may thay có bác sĩ Jun Chi Hun ở bên cạnh cô mới không đến nỗi khó chịu. Đội trưởng Kang luôn xem Dân Du là con gái thì rất đau lòng. Ông ấy nói những gì mình biết về chuyện Dân Dê bị Ha Jun Kyung uy hiếp cho cô nghe, hy vọng cô có thể cứu rỗi Dân Dê. Thật ra Dân Du rất hối hận vì hôm đó đã để Dân Dê đi dễ dàng như vậy. Khi nghe thấy người bạn ăn xin của Kang Tae Sik nói về những ngày tháng bi thảm của Dân Dê, Dân Du không ngồi yên được nữa. Cô mang theo găng tay boxing rồi xông ra khỏi bệnh viện. Đồng thời lúc này Dân Dê cũng đang tìm đủ cách để tự cứu mình. Anh nhân lúc Ha Jun Kyung đi vệ sinh, lấy điện thoại của cô ta gửi tin nhắn cho Giang Sốc Jun luôn muốn tìm anh tính sổ. Anh để lộ ra vị trí của mình, sau đó anh lên sân thượng đợi Giang Sốc Jun đến. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Dân Dê biết Sốc Jun đã đến rồi. Anh nói rằng anh đã chịu đựng đủ việc mỗi ngày bị Ha Jun Kyung lấy cái chết ra uy hiếp, nếu như anh còn không xuất hiện thì chi bằng chết trong tay của Giang Sốc Jun, để cho Sốc Jun có lý do tạ tội với đại ca. Nhưng anh không ngờ rằng người đến không phải là Giang Sốc Jun, mà lại là Dân Du. Lúc Dân Du chuẩn bị đưa Dân Dê rời đi thì bị Ha Jun Kyung lên sân thượng tìm Dân Dê nhìn thấy. Thế là người yêu cũ và người yêu mới bắt đầu lao vào giao đấu. Dân Du nhanh tay lẹ mắt khóa Dân Dê ở bên trong cánh cửa sân thượng, sau đó đối đầu quyết liệt với Ha Jun Kyung đang phát điên. Dân Du không phải người ăn chay, chỉ vài phút đã khống chế được Ha Jun Kyung đang khoa chân múa tay. Nhìn thấy trên tay cô ta đầy những vết sẹo không thể đếm được, Dân Du mềm lòng nói chỉ cần Ha Jun Kyung đồng ý, cô nhất định sẽ giúp đỡ. Nói xong cô mặc kệ Ha Jun Kyung đang gào thét đưa Dân Dê rời đi. Lúc này bọn họ lại chạm mặt với Sốc Jun đến tìm Dân Dê tính sổ. Đã trải qua một trận chiến, lúc này Dân Du không phải là đối thủ của anh ta. Cô bị thương và thua trận. May thay Dân Dê phản ứng nhanh, anh đẩy ngã Sốc Jun rồi nhanh chóng đưa Dân Du rời đi. Lúc này anh không hề biết rằng Ha Jun Kyung tức tối và thất vọng cực độ đã đẩy anh vào đường cùng một lần nữa. Sau khi Sốc Jun đưa Ha Jun Kyung đến bệnh viện, anh ta lại nhớ về cuộc sống lúc trước ở trại trẻ mồ côi. Thì ra từ lúc còn ở trại trẻ mồ côi, Sốc Jun đã thích Ha Jun Kyung rồi. Anh ta không hiểu tại sao Jun Kyung cứ dính lấy Dân Dê. Nếu như lúc đầu anh ta là người đề nghị Jun Kyung làm người nhà của mình trước, thì có phải bây giờ đã có một kết cục khác rồi không? Một bên khác, sau khi Dân Dê và Dân Du về đến bệnh viện, thì nhận được sự tiếp đãi hết sức nhiệt tình đến từ các thành viên của đội đèn thần. Lúc này đối với Dân Dê thì mỗi người trong đội đèn thần đều giống như người nhà của anh, có thể đem đến cho anh sự ấm áp cùng với sức mạnh kiên định. Tối đó bí mật liên quan đến phòng bệnh bị quỷ ám lộ ra. Năm đó có một đám người hành động hung bạo xông vào bệnh viện tìm Kang Tae Sik để tính sổ. Các thành viên của đội đèn thần đều hiểu rõ con người của đội trưởng Kang, nên cảm thấy bất bình thay cho ông ấy. Một ngày nọ, tên cầm đầu nhập viện không biết tại sao lại ngã ở ngọn núi sau bệnh viện. Ông ta đang thoi thóp, mọi người đều đoán là do Kang Tae Sik làm. Để ngăn ông ấy không trở thành tội phạm giết người, mọi người quyết định giấu Kang Tae Sik, đưa người vào một phòng bệnh có mật mã, rồi âm thầm điều trị cho ông ta. Kết thúc hồi tưởng, người gây chuyện đột nhiên cảm thấy khó thở. Dân Du hết cách, chỉ có thể nhờ bác sĩ Chi Hun đến giúp đỡ. Xong chuyện, Dân Du kể toàn bộ mọi chuyện cho Chi Hun. Trùng hợp bị Dân Dê đang đi tuần trong bệnh viện nghe thấy được, Dân Dê vô cùng đau lòng. Dân Du một mình âm thầm gánh vác mọi chuyện, lại bảo người khác đừng giấu mọi chuyện trong lòng. Anh quyết định sau này sẽ san sẻ với Dân Du nhiều hơn. Đêm đó, ngoại trừ bí mật này, chúng ta sẽ thông qua hồi tưởng về cuộc hội thoại của đội trưởng Kang và Dân Dê để biết được bọn họ quen biết nhau như thế nào. Lúc đó Kang Tae Sik bị bố của Dân Dê dùng bạo lực đe dọa. Ông ấy hốt hoảng chạy trốn, là Dân Dê đã lén chạy ra trả lại giày cho Kang Tae Sik. Nhìn thấy đứa trẻ mình đầy vết thương, ông ấy có đủ cung bậc cảm xúc.
Thế là ông nói với cậu bé đó rằng chỉ khi rời xa người bố đáng sợ đó, cậu mới có thể sống tiếp để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp. Cậu bé nghe lời làm theo, cho nên mới có chuyện sau này Dân Dê đến trại trẻ mồ côi. Lúc này Dân Dê vẫn chưa ý thức được ông chú lúc đó cứu mạng anh chính là đội trưởng Cang. Hôm sau đội trưởng Cang đang trên đường đưa bệnh nhân đi hoàn thành di nguyện cuối cùng, lại đột nhiên ngất xỉu. Việc này khiến cho người đồng hành với ông là Dân Dê và Dân Du hoảng sợ. Lúc đội trưởng Cang đang hôn mê, ông ấy đã mơ một giấc mơ rất dài. Từ giấc mơ này chúng ta biết được nguyên do qua đời của vợ và con trai Cang Tê Xích. Năm đó ông ấy vốn phải đưa vợ con về nhà lại lựa chọn bỏ họ giữa đường để đi xã giao. Không ngờ rằng trên đường về nhà bọn họ lại xảy ra chuyện. Sau chuyện đó Cang Tê Xích hết sức hối hận, đổ mọi tội lỗi lên người của khách hàng. Vị khách này chính là bố của Dân Dê. Sau khi Cang Tê Xích tỉnh dậy, Dân Dê và Dân Du lo lắng cho sức khỏe của ông ấy, nên đã bảo ông ấy ở lại bệnh viện để điều trị ung thư. Đội trưởng Cang không muốn đứt gánh giữa đường, nên đã hứa hoàn thành nhiệm vụ di nguyện trước rồi sẽ điều trị. Dân Dê và Dân Du hết cách chỉ có thể đồng ý. Lúc mấy người đội trưởng Cang hoàn thành xong nhiệm vụ di nguyện, bà Choi Dok Jia thuộc đội đèn thần mắc chứng Alzheimer gặp phải rắc rối. Bà ấy gặp phải bệnh nhân bí mật ở trong phòng bệnh quỷ ám đang đi trên hành lang. Hắn ta đang cầm cái kéo đi dạo. Ở đoạn này không biết được giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi chúng ta gặp lại bà Dok Jia, thì bà ấy đang cầm kéo trong tay, tóc tai bù xù, bệnh tình đang biến xấu một cách nhanh chóng. Bà Sun Gia phát hiện ra sự thay đổi của bà ấy nên đã nói chuyện với ông Hoàng Cha Dòng. Ông Cha Dòng không hề có suy nghĩ nào khác. Ông chỉ mong trước khi bà Dok Jia tiếp tục chuyển xấu, thì có thể nhanh chóng đến Hà Lan để an hưởng tuổi già. Hôm sau đội trưởng Cang làm xong nhiệm vụ trở về thì nghe được chuyện của bà Dok Jia, nên đã cố ý đến tìm Dân Dê, nhờ anh tổng hợp lại những chi phí cần để an hưởng tuổi già ở Hockway Hà Lan. Ngôi làng này là thánh địa an dưỡng được mở ra thành cho những người già mất trí nhớ. Trước đó đội trưởng Cang đã đồng ý với ông Cha Dòng sẽ để ông đưa bà Dok Jia đi. Lúc này Dân Dê mới biết được bệnh tình của bà Dok Jia không khỏi chừng lớn hai mắt. Anh cam kết nhất định sẽ đặc biệt để tâm đến việc này, bảo đội trưởng Cang tập trung trị bệnh. Rất nhanh, đội trưởng Cang bắt đầu tiến hành điều trị ung thư. Dân Dê cũng không hề thư thả. So với việc bắt đầu đi thu thập tin tức về làng Hockway, trước mắt anh càng quan tâm đến bệnh nhân thần bí hơn. Khoảng thời gian trước đó lúc anh thay Dân Du đi kiểm phòng, phát hiện ra tên bệnh nhân này đang giả vờ hôn mê. Lần này anh đặc biệt đến để chất vấn tên bệnh nhân thần bí. Từ cuộc hội thoại của hai người ta biết được bệnh nhân thần bí này đã quên mất đi thân phận của chính mình. Lúc hôn mê ông ta nghe mấy người Dân Du nói rằng ông ta là một kẻ tội ác tày trời, nên chỉ có thể giả vờ hôn mê ở lại bệnh viện nhớ lại xem mình là ai. Dân Dê biết hành vi bạo lực của ông ta với đội trưởng Cang, anh tức tối bảo đối phương đừng có giở trò. Tối đó Dân Dê gặp được Dân Du, người dạo này vì làm việc nhiều mà ngủ gục cả khi đi đường. Anh lo rằng nếu Dân Du cứ thế này thì sẽ gặp nguy hiểm, nên đã chủ động lái xe đưa cô về nhà. Kết quả bất ngờ biết được sáng sớm ngày đội trưởng Cang rời đi để trị bệnh, mọi người đều đến tiễn. Dân Dê có một cảm giác bị phản bội, bởi vì đội trưởng Cang đã hẹn với mọi người không cần phải đi tiễn. Cuối cùng chỉ có một mình Dân Dê là làm theo lời hẹn đó. Để chuyển chủ đề, Dân Du dùng ánh mắt mập mờ mời Dân Dê ở lại ăn mì rồi hãy đi. Dân Dê bên trong vẫn còn là một chàng trai ngây thơ cứ nghĩ đây là một lời mời qua đêm, nên ngại ngùng đồng ý. Kết quả Dân Du chỉ mời Dân Dê đến một quán ven đường ăn một bát mì mà thôi, khiến cho Dân Dê có chút mất hứng. Dân Du không hề chú ý đến những điều này, thẳng thừng đắm chìm trong cảm nghĩ rằng Cang Tê Xích có thể một đi không trở lại. Đêm đó Dân Du bình thường hoạt bát sôi nổi lại lột bỏ lớp vỏ bọc của mình trong lòng Dân Dê. Cô không muốn mất đi Cang Tê Xích, một người như bố của cô. Hôm sau Dân Du và Chi Hun theo thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân thần bí. Dân Dê biết đối phương vẫn cứ giả vờ hôn mê thì lại cảnh cáo ông ta đừng gây chuyện. Bệnh nhân thần bí hèn mọn cầu xin Dân Dê cho ông ta một ít thời gian để ông ta nhớ lại mình là ai, sau đó sẽ chân thành xin lỗi đội trưởng Cang. Mặc dù Dân Dê không tin lời ông ta, nhưng anh vẫn đồng ý trước khi ông ta nhớ lại mọi chuyện sẽ tạm thời giữ bí mật về chuyện ông ta đã tỉnh lại. Sau đó bệnh nhân thần bí nhờ Dân Dê đưa ông ta đến giáo đường của bệnh viện. Ông ta muốn xưng tội cho những chuyện mình đã làm trong quá khứ. Việc này khiến cho Dân Dê cảm thấy hoang mang. Một kẻ chuyên làm chuyện ác có thật sự vì bị thương mà thay đổi tính nết hay không? Hôm sau Dân Dê tìm đến Chi Hun, nói bóng gió rằng nghe nói có những ca bệnh sau khi gặp phải sự cố thì tính tình thay đổi rất nhiều. Chi Hun chưa từng gặp, nhưng lúc đi học anh ấy đã từng nghe nói nếu như thùy nào đó của não bị tác động lên thì rất có khả năng sẽ xuất hiện thay đổi. Có quan điểm cho là như thế, trái tim đang treo lơ lửng của Dân Dê cuối cùng cũng thả lỏng được. Sau đó trong lúc giao lưu với tên bệnh nhân thần bí, Dân Dê biết được ông ta đã nhớ ra mình có một đứa con trai, chỉ là đứa con trai đó đã rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ. Lúc đó tên bệnh nhân thần bí đã đi khắp các trại trẻ mồ côi lớn nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một dấu vết gì của con trai. Nghe đến đây Dân Dê dấy lên chút cảm xúc, hy vọng tên bệnh nhân thần bí này có thể nhanh chóng nhớ lại, thành khẩn xin lỗi tất cả mọi người, sau đó rời khỏi bệnh viện. Rất nhanh Dân Dê lại nảy sinh nghi ngờ với tên bệnh nhân thần bí. Hôm đó Dân Dê ra phía cốp sau để lấy đồ, phát hiện ra tiền anh giấu ở cốp sau đã không cánh mà bay. Anh vô thức hóa mục tiêu lại là tên bệnh nhân thần bí. Thì ra anh đã từng tìm thấy một tấm hình của ông ta và con trai trong ví tiền của ông ta. Mặt sau của tấm ảnh có viết: lần gặp đầu tiên của tôi và con trai Dân Dê. Dân Dê biết đối với người khác có lẽ sẽ có một ngày họ thay đổi tình tình, nhưng đối với người bố độc ác của anh mà nói vĩnh viễn không có khả năng. Không ngoài dự đoán, suy nghĩ của Dân Dê đã được kiểm chứng. Anh từ chỗ một giáo viên của trại trẻ mồ côi biết được,
Lúc anh được nhận nuôi căn bản không có ai đến tìm anh. Điều này đồng nghĩa việc ông bố đến tất cả trại mồ côi để tìm anh là nói dối. Sau khi trở về từ trại trẻ mồ côi, anh tìm đến tên bệnh nhân thần bí để ngả bài. Jun Ki Chun ngoài mặt tỏ ra mình đã cải tà quy chính, nhưng trong sâu thẳm thì lại lộ ra một cái đuôi cáo. Thật ra ông ta đã nhận ra Jeon Jae từ lâu, mà tiền Jeon Jae giấu sau cốp xe cũng là ông ta căn cứ vào dòng chữ của Jeon Jae mà lấy đi. Còn về việc ông ta mãi không chịu rời khỏi bệnh viện, ngoài trừ việc tìm Kang Tae Sik để phục thù, thì việc quan trọng hơn là ép con trai đi. Ông ta không hy vọng con trai mình xem người nào ngoài ông ta là người nhà. Một bên khác, đội trưởng Kang bất ngờ điều trị ung thư tại chung một bệnh viện với Ha Jun Kyung. Theo quan sát của ông ấy, Ha Jun Kyung không phải là một người xấu, chỉ là cô ta quá cố chấp giống hệt như Jeon Jae lúc đầu. Thế là ông nảy ra ý định muốn giúp cô ta. Có lẽ do năng lực tương tác bẩm sinh của đội trưởng Kang, khiến cho Ha Jun Kyung không nhịn được mà muốn lại gần. Kể cả khi xuất viện rồi, chỉ cần Ha Jun Kyung không có nơi nào để đi, cô ta sẽ đến tìm đội trưởng Kang để nói chuyện. Nếu như có người đến thăm ông ấy thì cô ta lại tự động rời đi. Chuyển cảnh, Jun Ki Chun bị bại lộ thân phận lại tìm đến Jeon Jae. Hai bố con đang nói chuyện thì tình cờ bị Jeon Ju đi ngang nghe thấy. Một mặt cô vô cùng tức giận chuyện Jeon Jae che giấu việc tên ác nhân này đã tỉnh. Một mặt khác cô lại lo cho Jeon Jae vì có một người bố độc ác mà cảm thấy đau khổ. Sau đó một khúc nhạc đệm ngắn đã vang lên, khiến cho Jeon Jin càng thêm lo lắng cho trạng thái của Jeon Jae. Ở bệnh viện có hai đứa nhỏ đã sống chung với bà nội. Sau khi bà ra đi, bọn chúng được một người họ hàng mình đầy hình xăm nhận nuôi. Vì thế Jeon Jae đã mua một chiếc điện thoại, dặn dò hai đứa nhỏ nếu có chuyện thì nhất định phải nhanh chóng báo cho anh. Hôm đó anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của đứa nhỏ, hiểu nhầm bọn chúng bị họ hàng ngược đãi nên lập tức phi xe đi. Jeon Jae vừa bước vào cửa đã đấm người họ hàng một đòn cảnh cáo. May thay hai đứa nhỏ kịp thời xuất hiện làm rõ mọi hiểu lầm. Jeon Jae cảm thấy sầu não vì mình nhìn người một cách phiến diện. Anh đẩy cửa đi, người họ hàng lại đuổi theo Jeon Jae. Cảm ơn anh đã quan tâm đến những đứa nhỏ như thế. Lời này càng khiến cho Jeon Jae thấy khó chịu hơn. Anh mang theo quà cảm ơn của họ đến nhà của Jeon Ju. Jeon Ju nhận ra được cảm xúc của Jeon Jae thay đổi, nên vẫn luôn im lặng bầu bạn bên cạnh anh. Đêm đó, trong sự an ủi bầu bạn của Jeon Ju, Jeon Jae dần dần khôi phục lại tâm trạng. Sau chuyện đó, Jeon Ju tìm riêng đến Jun Ki Chun, hy vọng ông ta đừng làm lay động đến quyết tâm sống tốt không dễ dàng gì mới có được của Jeon Jae, đồng thời bỏ qua cho Kang Tae Sik. Trong tay Jun Ki Chun có video mà hôm đó Kang Tae Sik khiến ông ta bị thương nặng. Nếu như Jeon Ju có thể đưa video thay ra giúp Kang Tae Sik tự thú, thì ông ta sẽ đồng ý rời đi. Việc này khiến cho Jeon Ju tiến thoái lưỡng nan. Còn một người tiến thoái lưỡng nan nữa là Jeon Jae. Thì ra Jun Ki Chun cũng từng lấy video này ra để ép Jeon Jae đến đồn cảnh sát tố cáo chuyện mà Kang Tae Sik đã làm. Chỉ có như thế thì ông ta mới đồng ý không đi tìm Kang Tae Sik để báo thù. Lúc này Kang Tae Sik dường như đã trở thành bạn với Ha Jun Kyung. Vì lo đội trưởng Kang trong lúc trị bệnh sẽ nhạt miệng, nên Ha Jun Kyung đã đưa ông ấy ra ngoài ăn những món ngon. Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Kang Tae Sik biết được nguyên do mà Ha Jun Kyung cứ cố chấp với Jeon Jae. Biết được Jun Kyung không thật sự muốn ở bên Jeon Jae, mà chỉ đơn thuần sợ hãi bị người khác bỏ rơi. Bởi vì khi còn rất bé cô ta đã bị người ta bỏ rơi, bị đưa đến trại mồ côi. Ngoài ra Kang Tae Sik còn biết được mọi việc Jun Ki-ung làm để tiếp cận ông ấy, chỉ là muốn được trở nên hạnh phúc giống như Jeon Jae. Nghe đến đây, đội trưởng Kang lấy một quyển sổ ra, bên trên đó dàn ai những tin tức trong quá khứ, nói qua đại khái về thân thế của Ha Jun Ki-ung. Lúc Jun Ki-ung còn bé, nhà của cô ta đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Mẹ của cô ta đã dùng thân mình ôm chặt bảo vệ cho cô ta, kết quả bị bỏng nặng mà qua đời. Giáo viên ở trại trẻ mồ côi sợ Jun Ki-ung tự trách nên mới không nhắc đến. Lúc này Jun Ki-ung mới nhận ra trước giờ cô ta không hề là người bị bỏ rơi. Mạng của cô ta là do mẹ đã liều mạng để giữ lấy. Phía sau của quyển sổ còn dán một bức ảnh của một cậu bé cũng bị hỏa hoạn mà mất đi người thân. Trên bức ảnh đó chính là Jang Seok Jun. Lúc này Jun Ki-ung mới nhớ lại người cùng cô ta vào trại trẻ mồ côi là Seok Jun. Luôn âm thầm ở bên cô ta cũng là Seok Jun. Jun Ki-ung không mang theo điện thoại nên đã lấy điện thoại của đội trưởng Kang, muốn gọi cho Seok Jun nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhớ được số điện thoại. Trước khi rời đi, cô âm thầm ghi nhớ số của Jeon Jae. Sau khi về đến nhà, cô ta nhìn thấy những tin nhắn trước đó Seok Jun gửi cho mình. Anh ta sẽ dựa theo nguyện vọng của Jun Ki-ung. Sau khi rách Jun Ki-ung và Jeon Jae xong sẽ đến thiên đường gặp bọn họ. Tin nhắn như vậy khiến cho Jun Ki-ung có dự cảm không lành. Cô ta vội vàng liên hệ với Jeon Jae, hy vọng Jeon Jae có thể phòng bị. Một bên khác ở bệnh viện nguy hiểm chập chờn, đại ca của Seok Jun đưa một đám đàn em đến bệnh viện để đón ông trùm mất tích đã lâu của bọn chúng Jun Ki Chun. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Jeon Ju đã nhìn thấy tất cả chuyện này. Cô lén ghi hình lại đối thoại của Jun Ki Chun với đàn em, muốn dùng nó để uy hiếp ông ta. Không ngờ rằng trong lúc chạy đi thì bị bắt được. Trong lúc hai người giằng co thì Kang Tae Sik nhận được điện thoại khiêu khích của Jun Ki Chun kịp thời xuất hiện. Ông không thể nào chấp nhận được việc Jeon Ju người ông cưng chiều như con gái bị thương. Ông quyết định dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. May thay Jeon Jae ở tại bệnh viện nghe thấy tiếng động đã chạy đến. Lúc này đàn em của Jun Ki Chun phát hiện ra Jeon Jae, nhìn thấy người bọn chúng đã truy đuổi từ lâu xuất hiện trước mắt, bọn chúng bắt đầu hành hung Jeon Jae. Jun Ki Chun thấy đàn em đang điên cuồng ra tay với con trai của mình thì lập tức hô lên ngừng tay, đồng thời nói rõ thân phận của Jeon Jae. Lúc này tên đàn em mới nhận thức được mình chọc phải phiền phức rồi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Jeon Jae lập tức làm quen được với thân phận thái tử xã hội đen, bắt đầu màn biểu diễn của mình. Anh nói với Jun Ki Chun rằng mình đã báo cảnh sát để bắt Kang Tae Sik.
Jun Ki-chun phải làm theo đúng lời hẹn trước đó sẽ không làm phiền Kang Tae-sik nữa, rồi rời khỏi bệnh viện với anh. Nói xong thì xe cảnh sát đến nơi. Kang Tae-sik bị áp giải lên xe. Thật ra mọi thứ chỉ là một màn kịch do Jeon Jae dựng lên, mục đích là để đuổi Jun Ki-chun đi. Jun Ki-chun cũng không phải kẻ hiền lành gì, chỉ nhìn một cái đã nhìn thấu ra tất cả. Nhưng ông ta lựa chọn án binh bất động, xem Jeon Jae đang bán thuốc gì. Jeon Ju biết được Jeon Jae làm mọi thứ vì bệnh viện nên đã gọi điện cho anh, hy vọng Jeon Jae đừng làm ra chuyện ngu xuẩn. Jeon Jae dường như đã đoán được Jeon Ju sẽ gọi điện đến, nên không có ngồi lên xe của Jun Ki-chun. Anh nghe điện thoại vừa nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Jeon Ju, vừa lẩm bẩm đời này anh không hề nuối tiếc. Nghe thế nào cũng giống như đang để lại di ngôn cuối cùng. Rất nhanh kế hoạch của Jeon Jae đến bước quan trọng nhất. Thì ra sau khi nhận được tin nhắn của Jun Ki-ung bảo anh chạy trốn, anh biết được dù thế nào thì Sok Jun cũng sẽ tiễn anh về chầu trời. Anh muốn nhân cơ hội này đồng quy vu tận với Jun Ki-chun, cắt đứt tất cả. Mặc dù Sok Jun không kiểu mối nhân duyên trong đó, anh ta vẫn cứ làm theo. Thời khắc nguy hiểm, đội trưởng Kang phóng lên xe cấp cứu của bệnh viện, chặn lại chiếc xe của Sok Jun đang lao tới. Kết quả đội trưởng Kang bị tông mạnh nên bị thương. Jeon Jae thấy thế lập tức gọi điện cấp cứu. Lúc này đàn em thấy hai cha con Jun Ki-chun tương tàn lẫn nhau, nên đã nhân cơ hội rút dao ra đâm Jun Ki-chun rồi cao chạy xa bay. Chuyển cảnh Sok Jun, Kang Tae-sik và Jun Ki-chun được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Tập này nói về khúc mắc ân oán của Kang Tae-sik và Jun Ki-chun. Năm đó Jun Ki-chun bất ngờ biết được thân phận nhà giàu mới nổi của Kang Tae-sik, nên đã lừa Kang Tae-sik hùng vốn để làm công ty giải trí. Sau khi công ty thành lập, Kang Tae-sik mới phát hiện ra công ty này sử dụng bạo lực để ép các nam nữ thanh niên thực hiện livestream đặc biệt, dựa vào việc cọ sát để kiếm tiền. Lương tâm cắn rứt không thôi nên Kang Tae-sik đã báo cáo công ty này. Cứ thế Jun Ki-chun cho rằng Kang Tae-sik phản bội mình, nên luôn căm hận ông ấy tận đáy lòng. Việc đến mức như ngày hôm nay, mọi ân oán của bọn họ đều vào lúc Jun Ki-chun không thể cứu được nữa, mà tan thành mây khói. Sau khi Jun Ki-chun qua đời, Jun Ki-ung đến lễ tang đến thăm Jeon Jae. Đêm đó Jun Ki-ung đã buông bỏ mọi cố chấp của mình, trò chuyện thật lâu với Jeon Jae như anh trai với em gái. Hôm sau Sok Jun tỉnh lại bị cảnh sát đưa đi để phối hợp điều tra. Anh ta nhét một viên kẹo vào trong tay của Jun Ki-ung, bảo Jun Ki-ung hãy đợi anh ta. Cảnh này giống như lúc bọn họ mới vào trại trẻ mồ côi. Xem ra từ đầu đến cuối Sok Jun chính là người luôn yêu thương Jun Ki-ung nhất. Một bên khác, bác sĩ nói với Jeon Jae và Jeon Ju, việc bị thương lần này khiến cho bệnh tình của đội trưởng Kang càng thêm nặng. Bọn họ phải chuẩn bị tâm lý rằng lúc nào ông ấy cũng có thể ra đi. Vì thế bọn họ quyết định đưa Kang Tae-sik trở về bệnh viện nơi đội đèn thần ở đó. Kang Tae-sik biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Vừa về tới bệnh viện, ông đã nói ra điều ước cuối cùng của mình với Seo Jin của đội đèn thần. Đợi đến khi Seo Jin làm xong thư mời, Kang Tae-sik tự mình gửi tin nhắn vào trong nhóm, mời bạn bè trong bệnh viện đến tham gia tang lễ của ông. Tin nhắn này khiến cho Jeon Jae vẫn luôn không chấp nhận được chuyện đội trưởng Kang sẽ rời khỏi thế giới này cảm thấy hụt hẫng. May thay Jeon Ju có thể nhanh chóng cảm nhận được cảm xúc của anh, kịp thời an ủi anh, khiến cho Jeon Jae nhẹ nhõm đi đôi chút. Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tang lễ cho đội trưởng Kang. Mọi người tập hợp lại. Trên đường đi bọn họ cười nói vui vẻ, làm theo như mong muốn của đội trưởng Kang. Bọn họ đi đến bờ biển, chỉ có mình Jeon Jae là vẫn luôn không vui. Sau khi mọi người đi đến bờ biển, Kang Tae-sik tặng chiếc đồng hồ lúc nào ông cũng mang theo mình cho Jeon Jae, hy vọng anh có thể mang theo chiếc đồng hồ này bắt đầu một cuộc sống thuộc về riêng mình. Sau đó những người bạn khác mang quà đến chỗ bọn họ. Thì ra chuyến du lịch biển lần này không phải là để tổ chức tang lễ cho đội trưởng Kang, mà là chúc mừng Jeon Jae tái sinh. Đây mới thật sự là nguyện vọng của Kang Tae-sik. Jeon Jae vô cùng biết ơn những gì mà Kang Tae-sik đã làm cho mình, là ông ấy đã lôi anh khỏi đầm lầy tuyệt vọng, khiến anh cảm nhận được hạnh phúc phía trước. Lúc này ánh mắt của Jeon Jae nhìn Kang Tae-sik ngoại trừ không nỡ, nhiều hơn thế là sự cảm kích. Một năm sau, Jeon Jae làm theo đúng di ngôn của Kang Tae-sik, thành lập nên một ngôi làng thiên thần giống như làng Hawkway ở Hà Lan ở bệnh viện Uri, để giúp cho những bệnh nhân mất trí tuổi già không để đi đến Hà Lan xa xôi vẫn có thể an hưởng tuổi già. Một bên khác, cuộc sống của Jun Ki-ung cũng đã đi vào quỹ đạo. Cô ấy sử dụng kinh nghiệm livestream của mình trở thành một blogger vận động xinh đẹp. Ngoài ra mỗi tuần cô cũng sẽ đến nhà giam để thăm Sok Jun, còn tiến hành phối hợp với những cô gái từng bị đe dọa để livestream độc quyền, khiến công ty đó sụp đổ hoàn toàn. Phần cuối của câu chuyện, đội đèn thần đón chào một người thực hiện ước nguyện mới. Cô gái khinh thường bước xuống xe mô tô, trong miệng còn đang chê bai bệnh viện ở nơi hẻo lánh, trong tay ôm bể rùa mà cô ấy nuôi, y hệt như lúc đầu Jeon Jae gia nhập. Chuyện này có thể khiến Jeon Jae đau đầu rồi đây. Phim đến đây là hết.